Bất bại chiến thần, Dương Thanh. Tập 37. 5 phút nữa, ai biết Dương Thanh sẽ còn tăng lãi lên bao nhiêu? Dương Thanh cũng không vội, ngồi xuống ghế cười híp mắt nhìn Tào Huy. Anh vốn tới Club Hoàng Kim để giết người, Tào Huy là kẻ chắc chắn phải chết. Cũng may Lạc Bân kịp thời gọi tới nói rõ nguyên nhân giáo sư Đỗ phải cấp cứu là vì bệnh tim nên anh mới từ bỏ ý định. Nếu không giờ đây Club Hoàng Kim đã máu chảy thành sông. Tào Huy cảm thấy thời gian trôi qua quá chậm, anh ta đứng cạnh Dương Thanh, toàn thân vẫn không ngừng run rẩy. Rốt cuộc Dương Thanh cũng nhận được tin nhắn báo chuyển khoản 15 tỷ. Nhân viên tài vụ cung kính đưa thẻ ngân hàng cho anh, cậu Thanh, tôi chuyển khoản xong rồi. Anh Huy à, nếu lần sau còn nhiều tiền quá không có chỗ tiêu nhớ tìm tôi tiếp nhé. Tôi không ngại đâu. Dương Thanh vừa nhận thẻ vừa cười nói. Vẻ mặt Tào Huy cực kỳ đặc sắc, mếu máo nói, cậu Thanh đi thong thả. Dương Thanh vẫy tay, đi đây. Dứt lời, anh nghênh ngang rời đi. Đến khi Dương Thanh hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, Tào Huy mới như chút được gánh nặng, ngồi phịch xuống ghế, mồ hôi ướt sũng người. Cậu Huy, chẳng lẽ cứ để thằng danh kia đi như vậy? Một người trung niên mặc vest đi tới nhỏ giọng hỏi. Không thì sao, còn thế nào được nữa? Tào Huy giống lên, ông cản được cậu ta thì cản đi. Người trung niên giật nảy mình, vội vàng ngậm miệng lại. Không ai được phép để lộ chuyện hôm nay ra ngoài, nếu không đừng trách tôi không khách sáo. Tào Huy nghiến răng nghiến lợi nói, quét mắt nhìn quanh một lượt. Đám nhân viên hoảng sợ vội cam đoan sẽ không nói lung tung. Trong số 15 tỷ Dương Thanh vừa lấy đi, ngoại trừ 2,1 tỷ anh đổi chip, tất cả đều là lợi nhuận của Club Hoàng Kim. Tào Huy có thể tạm thời giấu giếm số tiền này, bây giờ chỉ đành nghĩ cách mau chóng bù lỗ. Nếu bị nhà họ Tào biết được, những ngày tháng an nhàn của anh ta sẽ chấm dứt, thậm chí còn có khả năng bị xử phạt. Cùng lúc đó, Dương Thanh ra khỏi Club Hoàng Kim liền đi tới bệnh viện. Giáo sư Đỗ đã được cứu, bác sĩ cũng nói nguyên nhân bà ấy được cấp cứu, có lẽ người nhà bà ấy sẽ không trách anh quá nhiều. Chủ tịch, cậu có sao không? Trông thấy Dương Thanh xuất hiện, Lạc Bân vội vàng hỏi thăm. Lúc Dương Thanh rời đi, ông ta đã đoán được anh sẽ tới Club Hoàng Kim. Dương Thanh lắc đầu hỏi, hiện giờ giáo sư Đỗ thế nào rồi? Vẫn còn đang hôn mê, nhưng bác sĩ nói đã vượt qua cơn nguy kịch, có lẽ cũng sắp tỉnh rồi, Lạc Bân đáp. Giáo sư Đỗ không sao là tốt rồi. Nói xong, Dương Thanh chợt nghĩ tới gì đó, lập tức lấy thẻ ngân hàng có hơn chục tỷ vừa dọa được từ Club Hoàng Kim ra, trong thẻ này có hơn 20 tỷ. Ông lấy 100 triệu gửi cho người nhà giáo sư Đỗ coi như tiền đền bù, số còn lại dùng để xây dựng thành Cửu Châu. Trong thẻ này vốn có hơn 10 tỷ của Dương Thanh, cộng thêm 15 tỷ vừa lấy từ Club Hoàng Kim là tổng cộng có hơn 20 tỷ. Lạc Bân nghe xong không khỏi kinh hãi. Ông ta đoán số tiền này có thể là của Club Hoàng Kim. Chủ tịch, số tiền lần trước cậu đưa vẫn còn nhiều, tạm thời không cần dùng nhiều vậy đâu, Lạc Bân vội nói. Dương Thanh lắc đầu, ông cũng nói là tạm thời không dùng đến, không có nghĩa là sau này không dùng đến. Bảo ông cầm thì cứ cầm đi. Lần này, Lạc Bân không từ chối nữa, cẩn thận nhận lấy. Ông ta vô cùng cảm động, Dương Thanh đưa hơn 20 tỷ cho ông ta chứng tỏ anh rất tin tưởng ông ta. Này, xin lỗi anh chuyện vừa rồi. Đúng lúc đó, cháu gái giáo sư Đỗ là Bàng Tiểu Duyệt đi ra khỏi phòng bệnh xin lỗi Dương Thanh. Giáo sư Đỗ không sao là tốt rồi. Nói xong, Dương Thanh chợt nghĩ tới gì đó, lập tức lấy thẻ ngân hàng có hơn chục tỷ vừa dọa được từ Club Hoàng Kim ra, trong thẻ này có hơn 20 tỷ. Ông lấy 100 triệu gửi cho người nhà giáo sư Đỗ coi như tiền đền bù, số còn lại dùng để xây dựng thành Cửu Châu. Trong thẻ này vốn có hơn 10 tỷ của Dương Thanh, cộng thêm 15 tỷ vừa lấy từ Club Hoàng Kim là tổng cộng có hơn 20 tỷ. Lạc Bân nghe xong không khỏi kinh hãi. Ông ta đoán số tiền này có thể là của Club Hoàng Kim. Chủ tịch, số tiền lần trước cậu đưa vẫn còn nhiều, tạm thời không cần dùng nhiều vậy đâu, Lạc Bân vội nói. Dương Thanh lắc đầu, ông cũng nói là tạm thời không dùng đến, không có nghĩa là sau này không dùng đến. Bảo ông cầm thì cứ cầm đi. Lần này, Lạc Bân không từ chối nữa, cẩn thận nhận lấy. Ông ta vô cùng cảm động. Dương Thanh đưa hơn 20 tỷ cho ông ta chứng tỏ anh rất tin tưởng ông ta.
Này, xin lỗi anh chuyện vừa rồi. Đúng lúc đó, cháu gái giáo sư Đỗ là Bàng Tiểu Duyệt đi ra khỏi phòng bệnh xin lỗi Dương Thanh. Rõ ràng cô ta đã không còn ghét bỏ Dương Thanh nữa. Dương Thanh khẽ gật đầu, coi như đồng ý tiếp nhận. Da mặt anh dày thật đấy, tôi xin lỗi mà anh cũng nhận hả? Bàng Tiểu Duyệt chế nhạo. Dương Thanh cảm thấy dở khóc dở cười. Cháu gái của giáo sư Đỗ thật có cá tính. Tiểu Duyệt, không được vô lễ với cậu Thanh. Bàng Dũng cũng đi ra, nhíu mày nói. Bàng Tiểu Duyệt bĩu môi, không nói gì nữa. Cậu Thanh, tôi muốn nói chuyện riêng với cậu có được không? Bàng Dũng bỗng hỏi. Dương Thanh sững sờ, không biết giữa mình và Bàng Dũng có chuyện gì đáng nói. Mặc dù nghi hoặc nhưng anh vẫn gật đầu đáp, được. Dương Thanh đi theo Bàng Dũng ra cầu thang bộ mới lên tiếng, giáo sư Bàng có lời gì xin cứ nói. Bàng Dũng đột nhiên lộ vẻ khó xử, dường như đang do dự không biết mở miệng thế nào. Một lúc lâu sau, ông ấy mới hạ quyết tâm nhìn Dương Thanh, không dám gạt cậu, bệnh tim của mẹ tôi rất nghiêm trọng. Nếu còn ngã xuống cần nữa, có lẽ không cứu nổi nữa. Tôi mong bà ấy có thể về nhà dưỡng lão, không tham gia dự án thành Cửu Châu nữa. Vừa nãy Dương Thanh đã nghĩ tới điều này, đương nhiên hiểu được tấm lòng của Bàng Dũng. Giáo sư Đỗ tuổi tác cao còn muốn mỗi ngày ở lại công trường, nếu xảy ra chuyện chỉ e sẽ thực sự qua đời. Còn về dự án thành Cửu Châu, cậu cứ yên tâm, tôi cũng là chuyên gia kiến trúc, tuy không bằng mẹ tôi nhưng cũng được bà ấy dạy dỗ. Bàng Dũng thấy Dương Thanh im lặng lại nói tiếp, nếu cậu có thể yên tâm, tôi đồng ý tham gia dự án thành Cửu Châu, cam đoan sẽ khiến cậu hài lòng. Dương Thanh cười khổ đáp, giáo sư Bàng nói quá lời rồi, tôi đương nhiên yên tâm về ông. Nhưng tôi thấy giáo sư Đỗ rất hứng thú với thành Cửu Châu, liệu bà ấy có chịu từ bỏ không? Nghe vậy, Bàng Dũng cũng im bặt. Ông ấy là con trai giáo sư Đỗ, biết rõ mẹ mình rất cố chấp. Xây dựng tòa thành do chính mình thiết kế vốn là tâm nguyện cả đời của giáo sư Đỗ, chỉ sợ rất khó có thể thuyết phục bà ấy từ bỏ. Thật ra giáo sư Đỗ đã hoàn thành bản thiết kế thành Cửu Châu rồi. Chỉ là bà ấy vẫn không yên lòng, kiên trì muốn ở lại công trường để có thể sửa chữa bất cứ lúc nào. Dương Thanh nói, thế này đi, tôi sẽ tự thuyết phục giáo sư Đỗ không ở lại công trường nữa, chỉ cần thỉnh thoảng tới chỉ đạo, tôi nghĩ bà ấy sẽ đồng ý thôi. Giáo sư Bàng thấy sao? Bàng Dũng lập tức mừng rỡ, vội vàng gật đầu nói, đương nhiên là được. Cảm ơn cậu Thanh. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Dương Thanh lắc đầu, chân thành nói, giáo sư Đỗ có người con hiếu thảo như ông quả thực rất may mắn. Bàng Dũng cười đáp, sau này nếu cậu Thanh cần nhờ đến tôi cứ việc nói, tôi sẽ không từ chối đâu. Dương Thanh gật đầu mỉm cười, được, đến lúc đó tôi sẽ không khách sáo. Hai người cười nói vui vẻ đi ra khỏi cầu thang bộ. Lạc Bân thấy lạ nhưng không dám hỏi nhiều. Dương Thanh ở trong phòng bệnh của giáo sư Đỗ một lúc rồi tạm thời rời đi. Dù muốn thuyết phục cũng phải chờ bệnh tình của giáo sư Đỗ ổn định lại. Bà ấy vừa mới được cấp cứu, nếu giờ bảo bà ấy rút khỏi dự án không biết có kích động bà ấy hay không. Chủ tịch, chuyện lần này là do tôi không làm tốt, sau này tôi sẽ tăng cường đội ngũ bảo vệ. Trên đường về, Lạc Bân áy náy nói. Dương Thanh lắc đầu, đội ngũ bảo vệ cứ để tôi lo. Ông chỉ cần quản lý tập đoàn Nhạn Thanh ổn định, mau chóng mở rộng thị trường ra nước ngoài và tăng cường tiến độ thi công thành Cửu Châu là được. Vâng, Lạc Bân đáp. Dương Thanh vội vàng gọi một cuộc điện thoại, đối phương nhanh chóng nhấc máy, kích động nói, cậu Thanh, rốt cuộc cậu cũng gọi cho tôi rồi. Anh sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa rồi dẫn theo 20 người mạnh nhất dưới tay anh tới trụ sở chính của tập đoàn Nhạn Thanh ở Yến Đô cho tôi, Dương Thanh nói. Đối phương kích động tới mức nói năng lộn xộn, vâng thưa cậu Thanh. Ngày mai tôi lập tức dẫn người tới. Được. Dương Thanh cúp máy, nói với Lạc Bân đang kinh ngạc nhìn mình, tòa thành vương giả của Giang Hải là sản nghiệp của tôi. Tổng giám đốc Phương Cường cũng là người của tôi. Nghe thấy thế, Lạc Bân sợ ngây người. Tòa thành vương giả là chỗ ăn chơi lớn nhất Giang Hải. Tổng giám đốc Phương Cường là người nắm giữ thế lực ngang bằng với các gia tộc đứng đầu Giang Hải. Lạc Bân không ngờ Vương Cường cũng là người của Dương Thanh. Nhưng nghĩ tới chủ của 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô cũng phải cung kính với Dương Thanh, ông ta lập tức bình tĩnh lại.
Vương Cường là người có máu mặt ở Giang Hải, nhưng nếu so với 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô lại chẳng là cái thá gì. Sáng hôm sau, Vương Cường đã dẫn theo 20 người mạnh nhất tòa thành Vương Giả tới trụ sở chính của tập đoàn Nhạn Thanh. Chào cậu Thanh, cuối cùng cũng được gặp lại cậu. Trông thấy Dương Thanh, Vương Cường rất vui sướng. Dương Thanh không ngờ Vương Cường đến nhanh như vậy. Anh vừa đến tập đoàn Nhạn Thanh đã thấy một đám người đứng ngoài cổng. Anh chạy suốt đêm tới đây à? Dương Thanh dở khóc dở cười hỏi. Vương Cường gãi cái đầu chọc của mình, cười ngây ngô đáp, cậu Thanh, chúng tôi đi chuyến bay lúc sáng sớm, 5 giờ sáng đã tới đây rồi. Dương Thanh bỗng thấy gã chọc này thật đáng yêu. Sau này anh chính là giám đốc bộ phận an ninh của tập đoàn Nhạn Thanh, phụ trách mọi việc liên quan đến an ninh cho tập đoàn. Anh có ý kiến gì không? Dương Thanh đi thẳng vào vấn đề. Nghe vậy, Vương Cường mừng rỡ gật đầu lia lịa, không vấn đề, nhưng tập đoàn Nhạn Thanh lớn như vậy lại cho một thằng thô kệch như tôi là giám đốc an ninh có sao không? Gã thật sự rất kích động. Trong mắt gã, tập đoàn Nhạn Thanh chính là quái vật khổng lồ. Tòa thành Vương Giả so với tập đoàn Nhạn Thanh chỉ là rác rưởi. Còn gã vốn xuất thân từ xã hội đen, chỉ biết chém giết. Gã vừa tới tập đoàn Nhạn Thanh đã được Dương Thanh cho làm giám đốc an ninh nên hơi sợ hãi. Dương Thanh cười hỏi, còn chưa nhận chức, anh đã không có lòng tin với mình vậy sao? Vương Cường vội vàng lắc đầu, cậu Thanh yên tâm, tôi nhất định sẽ không làm cậu mất mặt. Cứ yên tâm mà làm, có tôi bảo kê rồi. Dương Thanh nói, sau này có cơ hội, tôi sẽ cho anh chức vụ quan trọng hơn. Vâng thưa cậu Thanh, Vương Cường đáp vội. Chủ tịch tìm tôi à? Bấy giờ, Lạc Bân gõ cửa đi vào. Dương Thanh nói, anh ta chính là Vương Cường. Sau này vấn đề an ninh của tập đoàn Nhạn Thanh sẽ do anh ta phụ trách, ông giới thiệu công việc cụ thể cho anh ta đi. Vâng thưa chủ tịch, Lạc Bân lập tức đáp. Sếp Lạc, sau này có việc ông cứ việc dặn dò, Vương Cường nhanh chóng tỏ thái độ. Lạc Bân giao nhiệm vụ cho Vương Cường xong lại vội vàng chạy vào văn phòng của Dương Thanh. Xảy ra chuyện gì vậy? Vương Cường vội vàng lắc đầu, cậu Thanh yên tâm, tôi nhất định sẽ không làm cậu mất mặt. Cứ yên tâm mà làm, có tôi bảo kê rồi. Dương Thanh nói, sau này có cơ hội, tôi sẽ cho anh chức vụ quan trọng hơn. Vâng thưa cậu Thanh, Vương Cường đáp vội. Chủ tịch tìm tôi à? Bấy giờ, Lạc Bân gõ cửa đi vào. Dương Thanh nói, anh ta chính là Vương Cường. Sau này vấn đề an ninh của tập đoàn Nhạn Thanh sẽ do anh ta phụ trách, ông giới thiệu công việc cụ thể cho anh ta đi. Vâng thưa chủ tịch, Lạc Bân lập tức đáp. Sếp Lạc, sau này có việc ông cứ việc dặn dò, Vương Cường nhanh chóng tỏ thái độ. Lạc Bân giao nhiệm vụ cho Vương Cường xong lại vội vàng chạy vào văn phòng của Dương Thanh. Xảy ra chuyện gì vậy? Thấy vẻ mặt bối rối của Lạc Bân, Dương Thanh hỏi. Chủ tịch, giáo sư Đỗ muốn ra công trường, vừa rồi Bàng Dũng gọi tới muốn nhờ cậu đi khuyên nhủ bà ấy. Lạc Bân vội vàng nói. Đi nào. Nghe vậy, Dương Thanh lập tức đứng dậy, vừa đi vừa nói, giáo sư này của ông đúng là quá cố chấp. Nằm viện rồi mà vẫn nhớ nhung thành Cửu Châu. Lạc Bân bất đắc dĩ nói, tâm nguyện cả đời của giáo sư Đỗ là xây dựng một tòa thành. Bà ấy muốn được nhìn thấy tòa thành do mình thiết kế trước khi chết. 20 phút sau, hai người hớt hải chạy tới Bệnh viện Nhân dân Yến Đô. Mẹ đừng kích động, đợi hôm nay kết thúc trị liệu, con sẽ đưa mẹ tới công trường sau. Hai người chưa vào phòng bệnh đã nghe thấy Bàng Dũng đang ra sức khuyên nhủ. Không được, mẹ phải tới công trường ngay bây giờ, mẹ không yên tâm. Giáo sư Đỗ cố chấp nói. Thấy Dương Thanh và Lạc Bân đi vào, Bàng Dũng mới thở phào một hơi. Lạc Bân! Cậu tới đúng lúc lắm, mau đưa tôi ra ngoài công trường đi, tôi phải tự mình giám sát. Giáo sư Đỗ vừa nói vừa xỏ giày. Giáo sư đừng vội, cô nghe em báo cáo tình hình ở công trường trước đã được không? Lạc Bân tiến lên đỡ giáo sư Đỗ ngồi xuống giường bệnh. Phải đó, mẹ nghe sếp Lạc báo cáo tình hình trước đã, trị liệu xong hắn tới công trường, Bàng Dũng cũng lên tiếng. Giáo sư Đỗ vừa đặt mông ngồi xuống liền hỏi. Cậu mau nói tôi nghe, tình hình ở công trường thế nào rồi? Có thi công theo bản vẽ thiết kế của tôi không? Tôi nói cho cậu biết, nhất định phải thi công theo bản vẽ của tôi, có chỗ nào không giống đều sẽ ảnh hưởng đến mỹ quan của kiến trúc.
Thành Cửu Châu vốn là tòa thành hội tụ đặc trưng của Chiêu Châu. Chúng ta phải tôn trọng lịch sử, khôi phục lại thành Cửu Châu cổ đại nguyên vẹn. Giáo sư Đỗ kéo tay Lạc Bân nghiêm túc dặn dò. Lạc Bân chỉ có thể không ngừng cam đoan mới bình ổn cảm xúc của bà ấy. Cậu Thanh, làm phiền cậu rồi. Bàng Dũng tranh thủ gọi Dương Thanh ra ngoài, áy náy nói, thành Cửu Châu là giấc mơ cả đời của mẹ tôi. Bà ấy rất cố chấp, nếu có gì không phải mong cậu đừng để bụng. Dương Thanh lắc đầu cười đáp, ông yên tâm, giáo sư Đỗ chịu giúp tôi đã cảm kích lắm rồi, sao lại trách bà ấy được. Anh hiểu tại sao Bàng Dũng lại nói như vậy, bởi vì giáo sư Đỗ cực kỳ cố chấp, đã hoàn toàn đắm chìm trong việc xây dựng thành Cửu Châu. Hiện giờ trong mắt bà ấy, việc thi công phải dựa theo bản vẽ của mình mới được. Dù Dương Thanh là chủ dự án cũng phải nghe theo. May mà Dương Thanh cũng rất thích bản thiết kế của giáo sư Đỗ, cũng rất tôn trọng toàn bộ phần thiết kế thành Cửu Châu của bà ấy. Cảm ơn cậu nhiều. Bàng Dũng nói cảm ơn rồi lại thở dài, tôi vẫn quá xem thường sự cố chấp của mẹ tôi với thành Cửu Châu, chỉ e không ai có thể thuyết phục bà ấy từ bỏ. Vậy thì đành phải theo ý bà ấy. Mong cậu Thanh hãy bảo vệ mẹ tôi thật tốt, đừng để bà ấy xảy ra chuyện gì. Bác sĩ nói bệnh tim của bà ấy rất nghiêm trọng, nếu còn ngã xuống sẽ không cứu nổi nữa. Dương Thanh có thể cảm nhận được lòng hiếu thảo và sự lo lắng của Bàng Dũng đối với giáo sư Đỗ. Ông yên tâm, tôi sẽ tăng cường công tác bảo vệ ở công trường, không để chuyện này xảy ra thêm lần nữa, Dương Thanh nói chắc nịch. Giáo sư Đỗ kiên quyết đòi về, cuối cùng Bàng Dũng chỉ có thể thỏa hiệp, cho bà ấy xuất viện sớm. Vừa xuất viện, giáo sư Đỗ đã chạy tới công trường. Lần này tuyệt đối không được để giáo sư Đỗ gặp chuyện gì, Dương Thanh nghiêm túc dặn dò. Lạc Bân vội đáp, chủ tịch yên tâm, lần này sẽ không có sơ sót gì nữa. Nhưng cũng không còn lâu nữa đâu, khoảng nửa tháng nữa, giáo sư Đỗ sẽ xong việc. Bởi vì bà ấy đã thiết kế xong phần chính của thành Cửu Châu, chỉ còn lại một vài chi tiết nhỏ cần bà ấy tới thực địa xem xét mới có thể tiếp tục thiết kế. Dương Thanh gật đầu, vậy thì tốt, trong lúc giáo sư Đỗ ở công trường, phải thi công theo yêu cầu của bà ấy. Vâng thưa chủ tịch, Lạc Bân đáp. Hai người đang nói chuyện, Bàng Tiểu Duyệt đột nhiên tới gần. Giáo sư Đỗ muốn tới công trường, cô ta không yên lòng nên đi theo. Này! Bàng Tiểu Duyệt rất không lễ phép gọi Dương Thanh một tiếng. Đối với anh, cô ta chỉ là một đứa trẻ nên cũng không so đo, cười hỏi tôi có tên mà. Nếu cô không ngại có thể gọi tôi là anh Thanh. Bàng Tiểu Duyệt trừng mắt nói, gọi là chú còn được. Dương Thanh thấy lòng đắng chát, anh mới có 27 tuổi, chỉ hơn Bàng Tiểu Duyệt đang học đại học năm 3 chừng 3-4 tuổi, sao lại biến thành chú rồi. Không ngờ anh rất để tâm tới việc bảo vệ bà nội tôi. Bàng Tiểu Duyệt nhìn về phía giáo sư Đỗ, còn sắp xếp 4 vệ sĩ. Dương Thanh cười nói, cô chỉ thấy 4 vệ sĩ bên cạnh giáo sư Đỗ, còn rất nhiều người núp trong bóng tối cô không thấy được đâu. Hả? Hai mắt Bàng Tiểu Duyệt sáng bừng lên, kinh ngạc hỏi, sao tôi lại không thấy được? Nếu để cô nhìn thấy còn gọi là âm thầm bảo vệ được sao? Dương Thanh đáp. Bàng Tiểu Duyệt nhíu mày, háo hức nói, nếu tôi có thể nhìn thấy. Anh phải đồng ý một điều kiện của tôi, được không? Được, tôi sẽ hạ thấp yêu cầu một chút. Trong công trường này còn 16 vệ sĩ đang ẩn nấp. Chỉ cần cô tìm được một người là tôi thua, Dương Thanh nói. Ngoại trừ 4 vệ sĩ đi theo bên cạnh giáo sư Đỗ còn có 16 vệ sĩ khác núp trong bóng tối. Tất cả đều là người được Vương Cường dẫn từ Giang Hải tới. Mặc dù không thể so với cao thủ hàng đầu của các gia tộc lớn nhưng vẫn thừa sức giải quyết các phiền toái nhỏ. Được, hứa rồi đấy nhá, ánh mắt Bàng Tiểu Duyệt đầy giảo hoạt. Dứt lời, cô ta thực sự bắt đầu tìm kiếm. Chủ tịch, tôi đoán cậu sắp thua rồi. Bàng Tiểu Duyệt vừa đi khỏi, Lạc Bân liền cười nói. Ồ, Dương Thanh kinh ngạc khi biết Lạc Bân nghĩ mình sẽ thua. Lạc Bân giải thích, cậu đừng xem thường cô ấy. Cả nhà đều toàn giáo sư và chuyên gia, trí thông minh của cô ấy cực cao, còn từng đạt quán quân cuộc thi bộ óc thiên tài. Cô ấy rất giỏi quan sát, dù là điều nhỏ nhặt nhất của một người cũng không thoát khỏi mắt cô ấy. Tôi đoán bây giờ cô ấy đã tìm được đám người Vương Cường rồi, hơn nữa còn tìm thấy toàn bộ. Nghe thấy thế, Dương Thanh ngơ ngác nói, thế là tôi bị lừa à?
Lạc Bân gật đầu đáp, tôi nghĩ Tiểu Duyệt đã biết ở công trường còn có 16 vệ sĩ khác đang ẩn nấp từ lâu. Cô ấy cố ý chỉ nhắc tới 4 người bên cạnh giáo sư Đỗ để lừa cậu đáp ứng điều kiện. Được, hứa rồi đấy nhá, ánh mắt Bàng Tiểu Duyệt đầy giảo hoạt. Dứt lời, cô ta thực sự bắt đầu tìm kiếm. Chủ tịch, tôi đoán cậu sắp thua rồi. Bàng Tiểu Duyệt vừa đi khỏi, Lạc Bân liền cười nói. Ồ, Dương Thanh kinh ngạc khi biết Lạc Bân nghĩ mình sẽ thua. Lạc Bân giải thích, cậu đừng xem thường cô ấy. Cả nhà đều toàn giáo sư và chuyên gia, trí thông minh của cô ấy cực cao, còn từng đạt quán quân cuộc thi bộ óc thiên tài. Cô ấy rất giỏi quan sát, dù là điều nhỏ nhặt nhất của một người cũng không thoát khỏi mắt cô ấy. Tôi đoán bây giờ cô ấy đã tìm được đám người Vương Cường rồi, hơn nữa còn tìm thấy toàn bộ. Nghe thấy thế, Dương Thanh ngơ ngác nói, thế là tôi bị lừa à? Lạc Bân gật đầu đáp, tôi nghĩ Tiểu Duyệt đã biết ở công trường còn có 16 vệ sĩ khác đang ẩn nấp từ lâu. Cô ấy cố ý chỉ nhắc tới 4 người bên cạnh giáo sư Đỗ để lừa cậu đáp ứng điều kiện. Nghe vậy, Dương Thanh trừng mắt nhìn Lạc Bân, giả vờ tức giận, ông biết mà còn khoanh tay đứng nhìn tôi mắc lừa. Lạc Bân bất lực nói, chủ tịch, tôi vừa nhắc cậu rồi mà. Tại cậu không để ý thôi. Dương Thanh nhớ ra lại lúc Bàng Tiểu Duyệt bảo mình đáp ứng điều kiện của cô ta, Lạc Bân đã cố ý nói chen vào nhưng lại bị anh ngó lơ. Hai người đang nói chuyện, Bàng Tiểu Duyệt đã mỉm cười bước tới, này. Tôi tìm thấy hết 16 người rồi, anh thua. Dứt lời, cô ta lập tức biểu diễn, chỉ vào hai người mặc đồng phục bảo vệ ở ngoài cổng công trường, trên tay hai người này, chỗ khớp nối 10 ngón có vết chai rất rõ. Chỉ người thường xuyên luyện võ mới có vết chai ở tay. Bọn họ đều là vệ sĩ bí mật. Sau đó, cô ta lại chỉ vào một người đội mũ bảo hộ màu trắng ở giữa công trường, cơ bắp trên tay và sau vai của anh ta rất rõ, nhất định phải thường xuyên tập luyện mới được như vậy. Anh ta cũng là vệ sĩ. Dương Thanh trố mắt nhìn Bàng Tiểu Duyệt liên tiếp chỉ ra 16 người, hơn nữa còn phân tích rõ ràng đặc điểm của từng người. Này, tôi nói không sai chứ? Thấy dáng vẻ kinh ngạc của Dương Thanh, Bàng Tiểu Duyệt đắc ý hỏi. Dương Thanh chỉ có thể gật đầu nói, có chơi có chịu. Cô muốn tôi đáp ứng điều kiện gì thì nói đi. Nhiếp Dai Dai và Thạch Giang cố ý nói lớn tiếng, rõ ràng là đang nói cho Dương Thanh nghe. Bàng Tiểu Duyệt lại ra vẻ vô tội, anh Lương đến thì liên quan gì tới mình. Nghe vậy, vẻ mặt Nhiếp Dai Dai lập tức cứng đờ. Tiểu Duyệt, mình biết tính cậu thẳng thắn, đơn thuần. Dễ bị lừa. Dù có muốn tìm bạn trai cũng phải cẩn thận, bây giờ nhiều lừa đảo lắm. Lỡ bị lừa tình lừa tiền thì không kịp hối hận đâu, Nhiếp Dai Dai không cam lòng tiếp tục khuyên nhủ. Bàng Tiểu Duyệt ra vẻ thẹn thùng rúc vào ngực Dương Thanh, vẻ mặt ngọt ngào nói, mình chủ động theo đuổi anh ấy. Hả? Lần này, Nhiếp Dai Dai hoàn toàn kinh ngạc, ánh mắt Thạch Giang cũng tối sầm. Anh Lương là người anh ta đang cần nịnh bợ. Trong bữa ăn lần trước, Nhiếp Dai Dai cho anh Lương xem ảnh Bàng Tiểu Duyệt, gã liền tuyên bố cô ta là của mình. Thậm chí gã từng đến dưới tòa nhà ký túc xá nữ vài lần nhưng Bàng Tiểu Duyệt vẫn không hề xuất hiện. Hôm nay vốn định mượn buổi tụ tập của các cô gái để dẫn anh Lương đến làm quen với Bàng Tiểu Duyệt, kết quả cô ta lại dẫn theo bạn trai. Điều này khiến Thạch Giang rất khó chịu, nếu chuyện này không thành, rất có thể anh ta sẽ đắc tội với anh Lương. Nghe cuộc nói chuyện giữa bọn họ, Dương Thanh cũng đoán được phần nào. Nếu anh đoán không sai, Bàng Tiểu Duyệt cố ý làm vậy. Cô ta cảm thấy buổi họp mặt hôm nay không đơn giản nên mới cố ý dẫn anh tới làm khiên chắn. Đúng lúc này, một chiếc Audi A4L màu đen đỗ lại bên cạnh đám người Dương Thanh. Tiểu Duyệt, Dai Dai. Cô gái ngồi ở ghế lái phụ thò đầu ra cười gọi. Ngay sau đó, một đôi trai gái bước ra khỏi xe. Chu Hân, cậu cũng tới rồi. Nhiếp Dai Dai bước tới, nhiệt tình ôm cánh tay Chu Hân. Bạn cùng phòng của em, Chu Hân. Đối phương chưa tới nhưng Bàng Tiểu Duyệt đã giới thiệu cho Dương Thanh, người bên cạnh là bạn trai cô ấy, Tiêu Đại Vĩ. Bàng Tiểu Duyệt chưa kịp giới thiệu, Nhiếp Dai Dai đã nhỏ giọng thì thầm với Chu Hân, vừa nói vừa liếc mắt nhìn Dương Thanh. Rõ ràng là đang nói về anh. Sau đó, hai cô gái dắt tay nhau đi tới. Chu Hân vênh váo nhìn Dương Thanh, tôi khuyên anh tự biết thân biết phận. Tiểu Duyệt là bạn tốt của chúng tôi,
chúng tôi sẽ không đứng nhìn cậu ấy bị anh lừa gạt đâu. Dương Thanh lạnh lùng nhìn đối phương, không thèm quan tâm. Nếu Bàng Tiểu Duyệt dẫn anh tới, cô ta ra mặt mới đúng. Chu Hân, cậu nói lung tung gì đấy? Dương Thanh là bạn trai mình, là mình tỏ tình với anh ấy trước. Dù có lừa cũng là mình lừa anh ấy mới phải. Bàng Tiểu Duyệt bước tới, khẽ cười nói. Cái gì, cậu chủ động tỏ tình với anh ta á? Chu Hân kinh ngạc vội vàng đánh giá toàn thân Dương Thanh mấy lượt mới cho ra kết luận, một thằng nghèo kiết xác. Tiểu Duyệt, cậu xem anh ta đang mặc gì đi, rõ ràng là hàng bán vỉa hè. Cậu là con gái của giáo sư Bàng, dù sao cũng là con nhà gia giáo, sao có thể quen với loại nghèo hèn như này được? Chu Hân vội vàng khuyên nhủ, không được đâu Tiểu Duyệt, cậu không thể yêu anh ta được. Chắc chắn anh ta đã dùng thủ đoạn gì đó lừa gạt cậu. Cậu lập tức chia tay anh ta đi. Phải đó, lập tức chia tay đi. Nhiếp Dai Dai nói xong lại hung dữ lườm Dương Thanh, anh thấy rồi chứ? Chị em chúng tôi đều không muốn Tiểu Duyệt ở bên anh. Anh không xứng với cô ấy. Dương Thanh không tức giận, chỉ cảm thấy buồn cười, bỗng lên tiếng hỏi, thế các cô nghĩ loại đàn ông thế nào mới xứng với Tiểu Duyệt? Ít nhất cũng phải giống như bạn trai tôi, tài sản hàng chục triệu. Không được thì miễn bàn, Nhiếp Dai Dai kiêu căng nói. Thạch Giang còn cố tình giơ chìa khóa xe Mercedes ra khoe, cười híp mắt nói anh không xứng với Tiểu Duyệt. Dứt lời, anh ta còn ấn chìa khóa một cái, đèn xe Mercedes-Benz E-Class màu đen nhấp nháy vài cái. Tiêu Đại Vĩ cũng vuốt ve chìa khóa xe Audi A4L, cố ý sắn tay áo sơ mi trắng lên khoe ra một chiếc đồng hồ Rolex. Nhưng cũng giống chiếc Patek Philippe của Thạch Giang đều là hàng nhái. Một chiếc Audi A4L trị giá hơn 300.000, một chiếc Mercedes-Benz E-Class trị giá hơn 500.000. Dám khoe khoang trước mặt Dương Thanh, đúng là tự tìm tai vạ. Trong mắt Dương Thanh, mấy người này chẳng khác gì một lũ trẻ con, anh còn không tức giận nổi. Giống như mấy đứa nhỏ mẫu giáo ganh đua nhau, sao Dương Thanh có thể giận trẻ con? Tiểu Duyệt, chúng ta đừng quan tâm tới đồ nghèo rất mùng tơi này nữa. Cậu đi xe của bạn trai tới cũng được, chúng ta tới tiệm ăn họ Trần dùng bữa, anh Lương đặt phòng xong rồi. Nhiếp Dai Dai không muốn lãng phí thời gian, vội vàng kéo tay Bàng Tiểu Duyệt nói. Phải đấy, chúng ta mau đi thôi, nếu cậu có thể hẹn hò với anh Lương thì quá tuyệt vời, Chu Hân cũng lên tiếng. Bàng Tiểu Duyệt cười lắc đầu, nếu không cho bạn trai mình đi cùng, mình cũng không đi nữa. Nói xong, cô ôm cánh tay Dương Thanh. Thất vọng nói, anh yêu à, xem ra chúng ta không được chào đón rồi. Chúng ta nên đi thôi. Đừng đi mà. Nhiếp Dai Dai hoảng hốt kéo Bàng Tiểu Duyệt lại, bất đắc dĩ nói, cậu muốn đưa bạn trai đi cùng tự làm xấu mặt mình thì cứ dẫn anh ta đi theo. Nhưng mình nói trước nhé, nếu anh ta đắc tội anh Lương, dù bạn trai mình là bạn bè với anh Lương cũng không bảo vệ được anh ta đâu. Dứt lời. Cô ta lại khoe khoang với Dương Thanh, anh Lương là người của gia tộc rất nổi danh ở Yến Đô. Nếu anh đắc tội anh ấy, có 10 cái mạng cũng không đền nổi đâu. Dương Thanh lắc đầu bất lực, tôi không sợ. Tiểu Duyệt, chúng ta đừng quan tâm tới đồ nghèo rất mùng tơi này nữa. Cậu đi xe của bạn trai tới cũng được, chúng ta tới tiệm ăn họ Trần dùng bữa, anh Lương đặt phòng xong rồi. Nhiếp Dai Dai không muốn lãng phí thời gian, vội vàng kéo tay Bàng Tiểu Duyệt nói. Phải đấy, chúng ta mau đi thôi. Nếu cậu có thể hẹn hò với anh Lương thì quá tuyệt vời, Chu Hân cũng lên tiếng. Bàng Tiểu Duyệt cười lắc đầu, nếu không cho bạn trai mình đi cùng, mình cũng không đi nữa. Nói xong, cô ôm cánh tay Dương Thanh, thất vọng nói, anh yêu à, xem ra chúng ta không được chào đón rồi. Chúng ta nên đi thôi. Đừng đi mà. Nhiếp Dai Dai hoảng hốt kéo Bàng Tiểu Duyệt lại. Bất đắc dĩ nói, cậu muốn đưa bạn trai đi cùng tự làm xấu mặt mình thì cứ dẫn anh ta đi theo. Nhưng mình nói trước nhé, nếu anh ta đắc tội anh Lương, dù bạn trai mình là bạn bè với anh Lương cũng không bảo vệ được anh ta đâu. Dứt lời, cô ta lại khoe khoang với Dương Thanh, anh Lương là người của gia tộc rất nổi danh ở Yến Đô. Nếu anh đắc tội anh ấy, có 10 cái mạng cũng không đền nổi đâu. Dương Thanh lắc đầu bất lực, tôi không sợ. Không sợ thì cứ đi theo. Nhiếp Dai Dai hung dữ lườm Dương Thanh rồi lại nhìn Chu Hân, hay là cho họ đi xe của bạn trai cậu nhé. Chu Hân lập tức lắc đầu nói, xe của bạn trai mình là hàng mới,
cho Tiểu Duyệt đi cùng thì không sao. Nhưng nếu kéo cả bạn trai cậu ấy thì không được. Bàng Tiểu Duyệt bất đắc dĩ nói, không sao, bạn trai mình cũng lái xe tới, nhưng mà không xịn bằng Mercedes với Audi của bạn trai các cậu. Anh ta cũng có xe á, Nhiếp Dài Dài kinh ngạc hỏi. Bàng Tiểu Duyệt gật đầu, thở dài nói, một chiếc Volkswagen cũ mà thôi. Không sánh được với xe sang của bạn trai các cậu đâu. Trời à, Phê Tần bản giới hạn không còn sản xuất nữa. Cả chiếc xe đều được chế tác thủ công, là một dòng xe sang dưới cờ Volkswagen, cùng hãng sản xuất của một dòng xe sang khác là Bentley. Dùng động cơ V12 rất hiếm có, cũng là dòng xe sang khiêm tốn duy nhất của Volkswagen. Đúng lúc này, Thạch Giang bỗng giật mình thốt lên, trông thấy chiếc Phê Tần gần đó liền kích động chạy tới. Tiêu Đại Vĩ cũng vội vàng đi tới, kích động không kém Thạch Giang, không ngờ thật sự là Phê Tần, lại còn là dòng cao cấp nhất, trị giá hơn 2 triệu. Cái anh nói là loại phổ thông, còn chiếc này là loại đặt làm riêng, cửa kính được làm bằng kính chống đạn, hơn nữa còn hỗ trợ hệ thống nhận diện khuôn mặt, Thạch Giang có vẻ rất hiểu về xe, nhìn ra được kính xe này là kính chống đạn. Xe Phê Tần đặt làm riêng á, thế giá bán ít nhất cũng phải 5 triệu, Tiêu Đại Vĩ kinh ngạc nói. Thạch Giang lắc đầu, giá thấp nhất cũng phải 10 triệu. Tuy Nhiếp Dài Dài và Chu Hân không hiểu xe nhưng nghe bạn trai nói vậy cũng rất kinh hãi. Chủ nhân của chiếc xe này nhất định là một cậu chủ nhà siêu giàu. Nếu không có tài sản hàng trăm triệu sao có thể mua nổi xe hàng chục triệu. Mình bỗng thấy hối hận vì đã yêu sớm, Nhiếp Dài Dài mơ mộng nói. Biết đâu chủ xe là một anh chàng siêu đẹp trai, người được làm bạn gái của anh ấy nhất định rất hạnh phúc. Nếu mình chưa có bạn trai, nhất định sẽ theo đuổi anh ấy, Chu Hân cũng suýt xoa. Thạch Giang và Tiêu Đại Vĩ liếc nhìn nhau, mặc dù Nhiếp Dài Dài và Chu Hân chỉ nói suông nhưng lại nói muốn gả cho chủ nhân của chiếc Phê Tần này ngay trước mặt bọn họ vẫn khiến bọn họ rất xấu hổ. Khụ khụ. Thạch Giang ho khan vài tiếng, lạnh nhạt nói, Dài Dài em yên tâm, với thành tựu hiện tại của anh, chưa tới 10 năm nữa anh sẽ đủ khả năng đặt làm riêng một chiếc Phê Tần. Chồng em giỏi quá, em tin anh nhất định có thể làm được, Nhiếp Dài Dài kích động hôn lên mặt Thạch Giang. Tiêu Đại Vĩ cũng không cam chịu yếu thế, nghiêm túc nói với Chu Hân, em không cần ghen tị với người khác. Đợi anh thêm 10 năm, anh cũng làm được như vậy. Đây chỉ là một chiếc phố quê dần thôi mà, thực sự tốt như mấy người nói sao. Đúng lúc này, Bàng Tiểu Duyệt đột nhiên lên tiếng, giả bộ ngây thơ hỏi. Dứt lời. Cô ta đi tới trước đầu xe Phê Tần, sờ kính xe rồi lại sờ gương chiếu hậu. Tiểu Duyệt, cậu đừng sờ mó lung tung, lỡ làm xước kính, chúng ta không đền nổi đâu, thấy Bàng Tiểu Duyệt làm vậy, Nhiếp Dài Dài và Chu Hân đều bị dọa toát mồ hôi hột. Đây là chiếc xe sang giá trị chục triệu đó. Yên tâm đi, dù có làm xước bạn trai mình cũng sẽ không bắt mình bồi thường đâu, đúng không anh? Bàng Tiểu Duyệt cười híp mắt nhìn Dương Thanh. Dương Thanh mỉm cười đáp, nếu em thích, anh sẽ tặng em chiếc xe này. Đám người Thạch Giang nghe thấy vậy, chưa kịp phản ứng lại đã trông thấy Dương Thanh đi tới trước xe. Tinh! Tiếng mở khóa thanh thúy vang lên, sau đó một giọng nói máy móc vang lên từ trong chiếc Phê Tần, nhận diện khuôn mặt thành công, hoan nghênh anh Thanh lên xe. Mấy người Thạch Giang sợ ngây người, đầu nổ ầm, vẻ mặt tràn ngập khó tin. Nhất là Nhiếp Dài Dài và Chu Hân đều chết lặng. Bạn trai của Bàng Tiểu Duyệt chính là chủ nhân của chiếc xe sang giá chục triệu này. Sao có thể như vậy được? Nhưng Dương Thanh đã dùng mặt mở khóa xe, hiện giờ đã leo lên xe. Đi thôi, mọi người còn ngây ra đó làm gì? Bàng Tiểu Duyệt thò đầu ra khỏi xe, vô tội hỏi. Cô ta vừa dứt lời, Dương Thanh đã nổ máy lái xe rời đi. Giờ phút này, đám người Thạch Giang có cảm giác mất sạch mặt mũi. Nhất là Nhiếp Dài Dài và Chu Hân. Từ lúc bắt đầu trông thấy Dương Thanh, bọn họ đã không ngừng chửi bới anh là đồ nghèo hèn. Nhưng kết quả anh mới là người giàu có nhất. Sắc mặt của Nhiếp Dài Dài và Chu Hân đều cực kỳ khó coi. Bàng Tiểu Duyệt xinh đẹp hơn bọn họ đã đành, bây giờ đến cả bạn trai cũng giàu hơn bạn trai của bọn họ gấp bội. Không chỉ có vậy, Dương Thanh còn rất đẹp trai. Nhất định anh ta cố ý giả nghèo. Sau khi Dương Thanh rời khỏi, Tiêu Đại Vĩ nghiến răng nghiến lợi nói, rõ ràng là một cậu chủ nhà giàu lại ăn mặc quê mùa như vậy,
ai mà ngờ được anh ta có thể đặt làm riêng một chiếc Phaeton. Không sai, nhất định là anh ta cố ý giả vờ. Nhưng không sao, anh Lương thích Bàng Tiểu Duyệt lâu như vậy, nếu lát nữa biết tới Dương Thanh chắc chắn sẽ không bỏ qua, ánh mắt Thạch Giang tràn đầy lạnh lẽo. Chồng ơi, liệu có xảy ra chuyện gì không? Nhiếp Dai Dai lo lắng hỏi. Thạch Giang cười lạnh một tiếng, có thể xảy ra chuyện gì được? Anh ta có giàu đến đâu cũng đâu thể hơn được anh Lương. Đừng quên nhà anh Lương làm nghề gì. Gara dưới tầng hầm nhà anh ấy cũng có mấy chiếc xe sang trị giá chục triệu. Nghe vậy, Nhiếp Dai Dai mới thở phào một hơi. Vừa rồi cô ta chửi mắng Dương Thanh nhiều như vậy, ai biết có bị anh ghi thù hay không. Nhưng có anh Lương ở đây cũng không cần quá lo lắng. Chúng ta cũng đi thôi, mấy người lái xe rời đi. Dương Thanh đã đưa Bàng Tiểu Duyệt đi rất xa. Ha ha ha. Bàng Tiểu Duyệt ngồi trong xe cười phá lên, hai thằng ngu kia muốn huênh hoang trước mặt anh, chắc là bị vả mặt đau lắm. Vừa nãy anh có thấy vẻ mặt của bọn họ không? Khi biết chiếc xe này là của anh, mặt họ cứ như nuốt phải ruồi ấy, ha ha ha. Thấy cô ta điên cuồng cười lớn, Dương Thanh bất lực lắc đầu, rõ ràng cô hiểu rất rõ về xe lại làm như không biết gì, cô xấu xa thật đấy. Hừ, Bàng Tiểu Duyệt kiêu ngạo nói, ai bảo mỗi lần mấy người cùng phòng chúng tôi tụ tập, bọn họ đều lén nhìn tôi, đúng là mặt người giả thú. Dương Thanh lắc đầu cười, bỗng hiểu được ý nghĩa của câu nói đừng đắc tội với phụ nữ và kẻ tiểu nhân. Đắc tội Bàng Tiểu Duyệt thực sự chẳng phải chuyện tốt đẹp gì. Nhưng anh phải cẩn thận đấy. Anh Lương bọn họ nhắc tới tên là Lương Vân, không đơn giản đâu. Nhà họ Lương là gia tộc hùng mạnh nhất, chỉ dưới 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô. Thậm chí còn có tin đồn, nhà họ Lương sắp chen chân vào 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô, thay thế một nhà khác. Dương Thanh đã đưa Bàng Tiểu Duyệt đi rất xa. Ha ha ha. Bàng Tiểu Duyệt ngồi trong xe cười phá lên, hai thằng ngu kia muốn huênh hoang trước mặt anh, chắc là bị vả mặt đau lắm. Vừa nãy anh có thấy vẻ mặt của bọn họ không? Khi biết chiếc xe này là của anh, mặt họ cứ như nuốt phải ruồi ấy, ha ha ha. Thấy cô ta điên cuồng cười lớn, Dương Thanh bất lực lắc đầu, rõ ràng cô hiểu rất rõ về xe lại làm như không biết gì, cô xấu xa thật đấy. Hừ, Bàng Tiểu Duyệt kiêu ngạo nói, ai bảo mỗi lần mấy người cùng phòng chúng tôi tụ tập, bọn họ đều lén nhìn tôi, đúng là mặt người giả thú. Dương Thanh lắc đầu cười. Bỗng hiểu được ý nghĩa của câu nói đừng đắc tội với phụ nữ và kẻ tiểu nhân. Đắc tội Bàng Tiểu Duyệt thực sự chẳng phải chuyện tốt đẹp gì. Nhưng anh phải cẩn thận đấy. Anh Lương bọn họ nhắc tới tên là Lương Vân, không đơn giản đâu. Nhà họ Lương là gia tộc hùng mạnh nhất, chỉ dưới 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô. Thậm chí còn có tin đồn, nhà họ Lương sắp chen chân vào 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô, thay thế một nhà khác. Bàng Tiểu Duyệt bỗng nghiêm túc nói. Cô ta cũng lo lắng Dương Thanh và Lương Vân chạm mặt nhau. Dương Thanh cười hỏi, cô bảo tôi giả làm bạn trai cô là để đối phó Lương Vân đúng không? Bàng Tiểu Duyệt bị vạch trần cũng không xấu hổ, vẫn ngông nghênh nói, dù sao cũng là anh thua tôi, phải đồng ý một điều kiện của tôi. Anh đắc tội ai cũng không liên quan đến tôi. Có lẽ cô ta cảm thấy câu này nói hơi tuyệt tình nên lại dặn dò, Dương Thanh, anh đừng quá ngông cuồng, có thể nhịn được thì nên nhịn. Đừng tùy tiện gây sự với Lương Vân. Dương Thanh cười nói, không phải cô vừa nói tôi đắc tội ai cũng không liên quan tới cô sao. Nghe vậy, Bàng Tiểu Duyệt trừng mắt nhìn Dương Thanh, tức giận nói, nếu anh đắc tội Lương Vân, tôi sẽ mặc kệ anh. Đến lúc đó liên lụy đến cả tập đoàn Nhạn Thanh cũng đừng trách tôi. Yên tâm đi, chỉ là một tên con cháu của nhà họ Lương nhỏ bé, không đáng để tôi coi trọng. Dương Thanh cũng không định trêu chọc Bàng Tiểu Duyệt. Cười nói. Dưới sự dẫn đường của Bàng Tiểu Duyệt, 20 phút sau Dương Thanh đã đỗ xe trong bãi đỗ trước cửa tiệm ăn họ Trần. Tiểu Duyệt, ở đây. Bàng Tiểu Duyệt vừa xuống xe, một giọng nữ vang lên ở cửa tiệm. Đây là bạn cùng phòng của tôi, Trương Nhụy. Bàng Tiểu Duyệt kéo tay Dương Thanh vừa đi tới chỗ cô gái vừa giới thiệu với Dương Thanh. Sau khi đến gần, cô ta nói với Trương Nhụy, anh ấy là bạn trai của mình, Dương Thanh. Anh là Dương Thanh hả? Tiểu Duyệt thường xuyên nhắc tới anh với chúng tôi, cuối cùng hôm nay cũng có cơ hội gặp mặt. Chào anh. Trương Nhụy nhiệt tình chủ động vươn tay. Dương Thanh nhìn Bàng Tiểu Duyệt với ánh mắt kỳ quái rồi mới bắt tay Trương Nhụy,
cười đáp, Tiểu Duyệt cũng thường xuyên nhắc đến cô với tôi, nói được làm bạn cùng phòng với cô là phúc tu từ kiếp trước. Thật sao? Trương Nhụy rất kích động, cười nói, không ngờ Tiểu Duyệt lại coi trọng tôi như vậy. Thấy hai người giả tạo như vậy, vẻ mặt Bàng Tiểu Duyệt tối sầm lại. Hôm nay mới là lần thứ hai cô ta gặp Dương Thanh, hơn nữa còn là bạn trai giả của cô ta, làm gì có chuyện nhắc đến anh với người khác cơ chứ? Còn về chuyện cô ta thường xuyên nói về Trương Nhụy với Dương Thanh lại càng không thể nào. Trương Nhụy, bạn trai cậu đâu? Bàng Tiểu Duyệt đột nhiên hỏi. Trương Nhụy phóng khoáng nói, mình chia tay anh ta lâu rồi. Chia tay rồi, Bàng Tiểu Duyệt nghi hoặc hỏi. Dường như Trương Nhụy không muốn nói nhiều về chuyện này, chỉ lắc đầu. Thực ra cô ta vừa mới chia tay với bạn trai, còn là vì Nhiếp Dai Dai và Chu Hân nói cho cô ta biết Bàng Tiểu Duyệt có một người bạn trai có xe sang chục triệu. Trong bốn người bọn họ, Bàng Tiểu Duyệt xinh đẹp nhất rồi đến Trương Nhụy. Nhưng nhà Trương Nhụy lại nghèo nhất. Nhất là khi thấy hai người Nhiếp Dai Dai và Chu Hân không xinh đẹp bằng mình đều tìm được bạn trai giàu có, còn bạn trai của cô ta lại đến từ nông thôn như cô ta. Vốn còn Bàng Tiểu Duyệt vẫn chưa có bạn trai, nhưng bây giờ cô ta đã có bạn trai, còn là chủ của xe sang trị giá hàng chục triệu. Điều này khiến Trương Nhụy rất khó chịu. Nhưng không sao cả, bởi vì hôm nay có một cậu chủ nhà siêu giàu tới dùng cơm với họ. Chỉ cần câu được gã, đời này cô ta không cần lo cơm áo nữa. Đây cũng là lý do vì sao cô ta lại nhiệt tình với Dương Thanh. Bởi vì bữa cơm hôm nay vốn là anh Lương tổ chức vì Bàng Tiểu Duyệt, bây giờ có Dương Thanh nên anh Lương chỉ có thể chọn cô ta. Đúng lúc này, Trương Nhụy bỗng chỉ vào bãi đỗ xe, Dai Dai và Chu Hân tới rồi. Chúng ta mau vào thôi, anh Lương đến rồi. Tiêu Đại Vĩ vừa tới đã thúc giục. Quả nhiên sau khi bọn họ vào phòng đã thấy một chàng trai đầu tóc bóng loáng ngồi ở ghế chủ sĩ. Đối phương chừng 30 tuổi, mặt mũi ưa nhìn giống thư sinh. Rõ ràng người này chính là Lương Vân. Xin lỗi anh Lương, để anh đợi lâu rồi. Tiêu Đại Vĩ vội vàng tiến lên cười nói. Lương Vân lắc đầu cười đáp, chỉ cần được gặp Tiểu Duyệt, bảo tôi đợi suốt một đêm cũng được. Gã còn chưa nhìn thấy Dương Thanh đang đứng sát cạnh Bàng Tiểu Duyệt. Nghe vậy, sắc mặt mọi người đều trở nên khó coi. Tiêu Đại Vĩ bỗng không biết phải giải thích thế nào, dù sao bữa cơm hôm nay vốn là Lương Vân mời Bàng Tiểu Duyệt, kết quả cô ta lại dẫn bạn trai tới. Anh Lương, đây là bạn trai tôi, Dương Thanh. Bàng Tiểu Duyệt bỗng ôm cánh tay Dương Thanh, nói với Lương Vân. Nghe Bàng Tiểu Duyệt nói vậy, vẻ mặt tươi cười của Lương Vân lập tức cứng đờ. Cả căn phòng lặng ngắt như tờ. Đám người Tiêu Đại Vĩ sợ hãi không dám thở mạnh. Anh Lương, để em mời anh một ly. Đúng lúc này, Trương Nhụy chủ động rót một ly rượu mời Lương Vân. Bấy giờ Lương Vân mới lấy lại tinh thần, ánh mắt hiện lên vẻ không kiên nhẫn nhưng lại không muốn tỏ thái độ trước mặt Bàng Tiểu Duyệt. Thì ra Tiểu Duyệt đã có bạn trai. Lương Vân không thèm đáp lại Trương Nhụy, chỉ nhìn Dương Thanh cười híp mắt nói, phải rồi, cậu tên là Dương gì? Rõ ràng là đang cố ý, tên của Dương Thanh đơn giản như vậy, Bàng Tiểu Duyệt vừa mới giới thiệu xong, làm sao gã có thể quên được. Dương Thanh cũng không tức giận, đáp lại hai chữ, Dương Thanh. Không biết cậu Dương Thanh làm việc ở đâu? Lương Vân hỏi. Gã đánh giá Dương Thanh mấy lần, ánh mắt tràn đầy khinh thường hệt như lúc đám người Nhiếp Dai Dai và Chu Hân nhìn thấy Dương Thanh lần đầu. Bọn họ thấy quần áo Dương Thanh đang mặc đều cũ kỹ. Là hàng vỉa hè, ngoại trừ đẹp trai chẳng còn gì nữa. Người làm ăn thôi, không đáng nhắc tới, Dương Thanh lạnh nhạt nói. Anh là chủ tịch tập đoàn Nhạn Thanh, vốn là người làm ăn. Tiêu Đại Vĩ sợ Lương Vân chịu thiệt trước mặt Dương Thanh bèn nói, anh Lương đừng xem thường anh Thanh. Có lẽ nhà anh ấy không đơn giản đâu. Xe của anh ấy là phê tần đặt làm riêng trị giá mấy chục triệu đấy. Ồ, Lương Vân hơi kinh ngạc nhìn chằm chằm Dương Thanh. Không ngờ cậu Thanh là một người giàu có khiêm tốn. Nhưng muốn làm ăn ở Yến Đô phải tạo dựng quan hệ mới phát triển được. Anh Lương nói chí phải, nhất là ở Yến Đô, đâu đâu cũng có thể gặp được người có địa vị cao. Mấy ông chủ của doanh nghiệp nhỏ nếu không cẩn thận đắc tội ông lớn nào đó, chỉ sợ cái doanh nghiệp nhỏ kia cũng khó lòng giữ nổi. Tiêu Đại Vĩ cười nói, rõ ràng là cố ý nói cho Dương Thanh nghe. Thạch Giang cũng vội tiếp lời, nhất là những người có địa vị cao như anh Lương.
Tôi nghe nói lúc trước có thằng đuôi đắc tội anh Lương, kết quả ngày hôm sau cả gia tộc đều sụp đổ. Lương Vân nghe ra được ý tứ trong lời của Tiêu Đại Vĩ và Thạch Giang, biết họ đang giúp mình hù dọa Dương Thanh. Gã bật cười khoát tay nói, đúng là có chuyện như vậy. Em trai tôi ưng ý một đứa con gái, nhưng có thằng ngu dám tranh người với em trai tôi. Thế là tôi ra lệnh một câu, ngày hôm sau cái doanh nghiệp còn con của cậu ta đã bị phá sản. Tiêu Đại Vĩ sợ Lương Vân chịu thiệt trước mặt Dương Thanh bèn nói, anh Lương đừng xem thường anh Thanh. Có lẽ nhà anh ấy không đơn giản đâu, xe của anh ấy là phế tần đặt làm riêng trị giá mấy chục triệu đấy. Ồ, Lương Vân hơi kinh ngạc nhìn chằm chằm Dương Thanh, không ngờ cậu Thanh là một người giàu có khiêm tốn. Nhưng muốn làm ăn ở Yến Đô phải tạo dựng quan hệ mới phát triển được. Anh Lương nói chí phải, nhất là ở Yến Đô. Đâu đâu cũng có thể gặp được người có địa vị cao. Mấy ông chủ của doanh nghiệp nhỏ nếu không cẩn thận đắc tội ông lớn nào đó, chỉ sợ cái doanh nghiệp nhỏ kia cũng khó lòng giữ nổi. Tiêu Đại Vĩ cười nói, rõ ràng là cố ý nói cho Dương Thanh nghe. Thạch Giang cũng vội tiếp lời, nhất là những người có địa vị cao như anh Lương. Tôi nghe nói lúc trước có thằng đuôi đắc tội anh Lương, kết quả ngày hôm sau cả gia tộc đều sụp đổ. Lương Vân nghe ra được ý tứ trong lời của Tiêu Đại Vĩ và Thạch Giang, biết họ đang giúp mình hù dọa Dương Thanh. Gã bật cười khoát tay nói, đúng là có chuyện như vậy. Em trai tôi ưng ý một đứa con gái, nhưng có thằng ngu dám tranh người với em trai tôi. Thế là tôi ra lệnh một câu, ngày hôm sau cái doanh nghiệp còn con của cậu ta đã bị phá sản. Không hổ là anh Lương, một câu nói đã có thể hủy diệt một doanh nghiệp gia tộc. Đúng là hoàng tử bạch mã được mọi cô gái ao ước. Trương Nhụy vốn muốn lọt vào mắt xanh của Lương Vân, bèn nâng ly nói, anh Lương, em mời anh một ly. Cô ta ngồi ngay bên cạnh Lương Vân, lúc nói chuyện suýt thì dán môi lên mặt gã. Lần này, Lương Vân lại chủ động cùng ly với Trương Nhụy, cười híp mắt nói, người đẹp Trương Nhụy vẫn hiểu chuyện nhất. Anh thích, ha ha. Nghe vậy, vẻ mặt Trương Nhụy tràn đầy kích động. Thẹn thùng nói, em chỉ nói thật thôi mà. Nào anh Lương, chúng tôi cũng mời anh một chén, Tiêu Đại Vĩ vội vàng dẫn theo Nhiếp Dai Dai nâng chén mời rượu. Sau đó Thạch Giang cũng dẫn Chu Hân đi mời người. Ai cũng hết lời nịnh nọt, tâng bốc Lương Vân lên tận trời. Có vẻ gã rất hưởng thụ cảm giác này. Thoáng chốc, trong phòng chỉ còn Dương Thanh và Bàng Tiểu Duyệt không mời rượu. Tiêu Đại Vĩ châm chọc nói, có vài người đúng là da mặt dày. Rõ ràng là đến kiếm cơm còn muốn giả vờ thanh cao. Chẳng lẽ đang chờ chúng tôi mời rượu anh sao? Anh đừng quên người ta có xe đặt làm riêng trị giá hàng chục triệu trong tay, chúng ta có là cái thá gì đâu, Thạch Giang khinh miệt nhìn Dương Thanh, vừa cười vừa nói. Phải đó, nói không chừng anh ta cũng chẳng xem anh Lương ra gì, Nhiếp Dai Dai và Chu Hân cũng thi nhau châm chọc. Trương Nhụy vội vàng nhỏ giọng nói, Tiểu Duyệt, cậu mau bảo bạn trai mời rượu anh Lương đi. Lương Vân làm như không nghe thấy, chỉ ngồi cười híp mắt, không nói năng gì, dường như đang đợi Dương Thanh mời rượu. Bàng Tiểu Duyệt bắt đầu do dự. Cô ta không muốn mời rượu Lương Vân, nhưng bây giờ tất cả đều đang nhằm vào Dương Thanh. Nếu cô ta không mời rượu, liệu Lương Vân có trả thù Dương Thanh không? Nhưng hôm nay cô ta dẫn Dương Thanh tới để từ chối Lương Vân. Trong lúc Bàng Tiểu Duyệt đang do dự, Dương Thanh đột nhiên bật cười tự rót cho mình một ly trà. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, không hiểu gì cả. Dương Thanh, anh Lương đang uống rượu, sao anh lại mời trà anh ấy? Tiêu Đại Vĩ nhanh chóng phản ứng lại, đứng bật dậy giận dữ nói. Thạch Giang cũng cười lạnh nói, mắng anh béo anh còn đắc ý hả? Thực sự coi mình là ông lớn nào đó à? Đừng nói là anh phải lái xe nên không được rượu, phải lấy trà thay rượu đấy. Tiểu Duyệt, người bạn trai này của cậu lợi hại thật đấy. Định lấy trà thay rượu mời anh Lương cơ đấy. Nếu đắc tội anh Lương, có khi ngày mai cả gia tộc của anh ta sẽ bị xóa sổ, mấy người bạn cùng phòng của Bàng Tiểu Duyệt cũng cười lạnh mỉa mai. Vẻ mặt Bàng Tiểu Duyệt trở nên bối rối, đang định khuyên nhủ lại thấy Dương Thanh nâng chén trà lên ung dung nhấp một ngụm rồi lại đặt xuống. Anh cười híp mắt nhìn đám người, nghi ngờ hỏi, ai bảo tôi muốn lấy trà thay rượu. Tất cả đều sững sờ. Chẳng lẽ Dương Thanh định uống một chén trà trước rồi mới uống rượu sao? Nhưng câu nói tiếp theo của anh đã khiến bọn họ sợ ngây người, các người chưa có tư cách được tôi mời rượu đâu. Giờ phút này, cả căn phòng lặng ngắt như tờ.
Đến cả Lương Vân vẫn luôn mỉm cười cũng xa sầm mặt, nheo mắt nhìn chằm chằm Dương Thanh. Đám bạn cùng phòng và bạn trai của bọn họ đều nở nụ cười âm hiểm. Dường như rất chờ mong Lương Vân trả thù Dương Thanh. Bàng Tiểu Duyệt đang lo lắng thì thấy dáng vẻ bình tĩnh của Dương Thanh, nỗi lo trong lòng lập tức tan biến. Khả năng quan sát của cô ta vốn rất mạnh, cô ta có thể xác định, Dương Thanh không hề e ngại Lương Vân. Cô ta biết anh là chủ tịch tập đoàn Nhạn Thanh, không thể là kẻ ngốc được. Vậy mà sau khi biết thân phận của Lương Vân, anh vẫn bình thản được như thế, chứng tỏ anh có năng lực không cần sợ nhà họ Lương. Ngoài ra, cô ta cũng có suy đoán về thân phận của Dương Thanh. Tập đoàn Nhạn Thanh từng là sản nghiệp của gia tộc Vũ Văn, nửa năm trước đột nhiên tách ra. Bàng Tiểu Duyệt còn biết, rất nhiều năm về trước tập đoàn Nhạn Thanh do một người phụ nữ tên Dương Tuyết Nhạn sáng lập nên. Chỉ là sau khi gả vào gia tộc Vũ Văn không lâu, bà ấy và con trai đã bị đuổi khỏi gia tộc. Trong tên của Dương Tuyết Nhạn có chữ Nhạn, mà tên của Dương Thanh có chữ Thanh, cả hai còn cùng họ. Bây giờ, Dương Thanh lại là chủ tịch tập đoàn Nhạn Thanh. Nếu Bàng Tiểu Duyệt vẫn chưa đoán ra được thân phận của Dương Thanh thì quá thẹn với trí tuệ hơn người của mình. Thì ra anh chính là đứa trẻ năm đó bị đuổi khỏi Yến Đô với Dương Tuyết Nhạn. Nhất định là vì muốn đền bù nên gia tộc Vũ Văn mới giao tập đoàn Nhạn Thanh lại cho anh. Bàng Tiểu Duyệt tưởng mình đã đoán ra hết mọi chuyện. Tuy vẫn còn cách sự thật một bước nhưng cô ta có thể đoán được như vậy đã rất giỏi rồi. Vừa nãy Bàng Tiểu Duyệt còn do dự, giờ đây lại thả lỏng khiến Dương Thanh nghi ngờ. Tại sao cô ta không sợ nữa? Xem ra cậu Thanh rất tự tin với thân phận của mình. Lương Vân chợt cười nói, trên mặt không hề có sự tức giận. Điều này khiến những người khác vô cùng thất vọng, cứ tưởng gã sắp làm thịt Dương Thanh rồi. Dương Thanh cười đáp, tôi chính là chỗ dựa lớn nhất của mình, anh Lương khỏi cần thăm dò. Lương Vân sửng sốt, cười phá lên, không ngờ cậu Thanh lại thú vị như vậy. Nào, uống rượu đi, Lương Vân chủ động mời mọi người uống rượu. Trương Nhụy càng không ngừng dán lên người gã. Cô ta vốn ngồi ngay bên cạnh Lương Vân, thỉnh thoảng sẽ cố tình tiếp cận. Có người đẹp chủ động quyến rũ, đương nhiên Lương Vân sẽ không từ chối, cực kỳ hưởng thụ. Chỉ là không chiếm được Bàng Tiểu Duyệt vẫn khiến trong lòng gã không vui. Anh Lương, tôi nghe nói nhà họ Lương sắp lọt vào top 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô phải không? Tiêu Đại Vĩ bỗng hỏi. Đại Vĩ cậu đừng nói lung tung. Cậu nói với tôi thì được, nhưng nếu bị 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô nghe thấy thì không hay đâu. Lương Vân đang khuyên bảo Tiêu Đại Vĩ nhưng vẻ mặt tươi cười làm gì có ý trách cứ. Ngược lại còn tỏ ra kiêu ngạo. Chỉ là chuyện sớm muộn thôi nhỉ, Thạch Giang vội vàng nói. Phải đó, tôi nghe nói nhà họ Lương đã được mấy nhà trong 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô ủng hộ rồi. Bây giờ ngoài 8 nhà bọn họ, nhà họ Lương mới là lớn nhất, Tiêu Đại Vĩ nói tiếp. Đợi đến khi nhà họ Lương trở thành một trong 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô, chẳng phải sau này anh Lương sẽ có cơ hội trở thành chủ của một trong những gia tộc đứng đầu Yến Đô sao, mấy cô gái đều kinh hãi thốt lên. Nhất là Trương Nhụy cố giúp vào người Lương Vân, nũng nịu nói, đến lúc đó, anh Lương đừng quên chúng em nha. Ha ha, được thôi. Lương Vân cười lớn nói, rất thích cảm giác được nịnh nọt này. Anh Lương, tôi nghe nói nhà họ Lương sắp lọt vào top 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô phải không? Tiêu Đại Vĩ bỗng hỏi. Đại Vĩ cậu đừng nói lung tung, cậu nói với tôi thì được, nhưng nếu bị 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô nghe thấy thì không hay đâu. Lương Vân đang khuyên bảo Tiêu Đại Vĩ nhưng vẻ mặt tươi cười làm gì có ý trách cứ. Ngược lại còn tỏ ra kiêu ngạo. Chỉ là chuyện sớm muộn thôi nhỉ, Thạch Giang vội vàng nói. Phải đó. Tôi nghe nói nhà họ Lương đã được mấy nhà trong 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô ủng hộ rồi. Bây giờ ngoài 8 nhà bọn họ, nhà họ Lương mới là lớn nhất, Tiêu Đại Vĩ nói tiếp. Đợi đến khi nhà họ Lương trở thành một trong 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô, chẳng phải sau này anh Lương sẽ có cơ hội trở thành chủ của một trong những gia tộc đứng đầu Yến Đô sao, mấy cô gái đều kinh hãi thốt lên. Nhất là Trương Nhụy cố giúp vào người Lương Vân, nũng nịu nói, đến lúc đó. Anh Lương đừng quên chúng em nha. Ha ha, được thôi. Lương Vân cười lớn nói, rất thích cảm giác được nịnh nọt này. Tiểu Duyệt, chúng ta đi vệ sinh đi. Chu Hân và Nhiếp Dai Dai bỗng nhiên đi tới kéo Bàng Tiểu Duyệt. Mình đi với, Trương Nhụy cũng đi theo.
Bàng Tiểu Duyệt biết bọn họ định đối phó Dương Thanh, Chu Hân và Nhiếp Giai được Tiêu Đại Vĩ và Thạch Giang giật dây tới kéo cô ta ra chỗ khác. Cô ta đã đoán ra được thân phận của Dương Thanh, đương nhiên sẽ không lo anh xảy ra chuyện. Thoáng chốc, trong phòng chỉ còn lại 4 người đàn ông. Sắc mặt Lương Vân tối sầm, Tiêu Đại Vĩ và Thạch Giang cũng mỉa mai nhìn Dương Thanh. Danh con, cậu rời xa Tiểu Duyệt đi. Sau này cậu sẽ là bạn của tôi. Còn công ty của gia tộc nhà cậu sẽ được nhà họ Lương che chở. Lương Vân híp mắt nhìn chằm chằm Dương Thanh, bộ dạng hống hách rất gợi đòn. Dương Thanh thản nhiên nhìn đối phương, tôi không cần người bạn như anh Lương, cũng không cần nhà họ Lương bảo bọc. Thằng oát, mày không uống rượu mời mà thích uống rượu phạt à? Anh Lương sẵn lòng kết bạn với mày mà mày cũng dám từ chối, Tiêu Đại Vĩ đứng phát dậy và phẫn nộ quát. Thạch Giang cũng đứng dậy theo, đe dọa, hôm nay mày phải nhường lại Bàng Tiểu Duyệt, nếu không tao tuyệt đối sẽ không bỏ qua mày. Mày là cái thá gì? Cả gan nói không tha cho tao cơ à? Dương Thanh cười giễu cợt. Anh đã chướng mắt đám người này từ lâu, nếu không phải giúp Bàng Tiểu Duyệt, sao anh có thể hạ thấp thân phận đến ăn cơm với bọn họ chứ? Mẹ nó, mày muốn chết. Thạch Giang vung một chai rượu đập mạnh về phía đầu của Dương Thanh. Cút! Thạch Giang còn chưa đập chai rượu xuống, Dương Thanh đã cầm một đĩa thức ăn lớn đập thẳng vào mặt anh ta. Bộp một tiếng, trên mặt, trên quần áo Thạch Giang đều dính nước canh, ngã xuống đất trông rất chật vật. Khốn kiếp, mày còn dám ra tay. Tiêu Đại Vĩ cũng đứng lên, xách ghế lên định qua đập Dương Thanh. Bịch! Cuối cùng Dương Thanh đứng dậy, đạp một phát vào bụng Tiêu Đại Vĩ. Sau đó chỉ thấy anh ta bay ra ngoài, ngã mạnh xuống đất. Anh ta đau đến mức gào ầm lên. Lương Vân nhất thời kinh ngạc đến ngây người. Gã không ngờ Dương Thanh dám ra tay ngay trước mặt mình. Thằng nhãi, mày có biết đây là chỗ nào không mà dám ra tay ở đây? Mày chán sống rồi sao? Lương Vân vẫn ngồi ở đó, trầm mặt hỏi. Dương Thanh cười lạnh, vậy thì thử xem. Anh thật sự không muốn tiếp tục ngồi với đám ngu xuẩn tự mãn này nữa. Anh lo trong lúc mình nóng giận sẽ giết luôn những người này, vậy thì không tốt lắm. Lương Vân thấy Dương Thanh không có vẻ gì sợ hãi thì đột nhiên có dự cảm xấu. Gã là cậu ấm nhà họ Lương nên từng gặp rất nhiều nhân vật lớn. Nhưng không ngờ gã lại cảm giác được khí thế của bọn họ trên người Dương Thanh. Chồng, không xong rồi. Nhụy Nhụy bị người ta ép qua phòng khác rồi. Đúng lúc này, Nhiếp Dai Dai và Chu Hân hoảng loạn xông vào phòng, thấp thỏm lo âu nói. Bàng Tiểu Duyệt cũng sợ hãi, xông vào phòng theo. Cái gì, còn có người dám dẫn bạn của Lương Vân tôi đi ngay trong tiệm ăn họ Trần à? Đúng là chán sống rồi, Lương Vân tức giận. Cho dù gã không có hứng thú mấy với Trương Nhụy, nhưng cô gái mà gã nhìn chúng đang ở đây, lúc cần làm màu thì vẫn phải làm màu. Mọi người yên tâm đi, chủ tiệm ăn họ Trần này là anh em tốt của tôi. Bất kể ai dám gây sự ở đây, có thể rời đi hay không là tùy thuộc vào một câu nói của tôi. Trong lúc Lương Vân nói chuyện còn không quên liếc nhìn Dương Thanh. Đi theo tôi. Chúng ta lập tức qua cứu Trương Nhụy về, Lương Vân vừa dứt lời đã đi ra ngoài trước. Chẳng qua Dương Thanh vẫn thờ ơ ngồi tại chỗ, không hề có ý định đi cùng bọn họ. Dương Thanh, cậu không định đi cứu Nhụy Nhụy sao? Lương Vân thấy Dương Thanh vẫn ngồi yên thì nhíu mày hỏi. Dương Thanh cười nhạt, có anh Lương ở đây, còn cần những người khác ra mặt sao? Đối với anh, chỉ cần Bàng Tiểu Duyệt không sao. Vậy cho dù có người chết cũng chẳng liên quan gì tới anh. Cậu đúng là một kẻ nhát gan. Đúng vậy, chắc chắn anh ta không dám trêu chọc đám người đã dẫn Nhụy Nhụy đi, thậm chí còn chẳng dám ra ngoài. Tiểu Duyệt, người đàn ông như vậy mà cậu còn không mau đá đi, không chừng một ngày nào đó cậu bị người ta bắt đi, anh ta cũng không dám cứu cậu đâu. Mấy người đều châm chọc. Sắc mặt Bàng Tiểu Duyệt cũng khó coi. Nhưng cô ta hiểu rõ quan hệ giữa mình và Dương Thanh còn chưa tới mức để anh cứu người giúp, nên chỉ có thể lựa chọn im lặng. Chúng ta mau qua cứu Nhụy Nhụy đi, lãng phí thời gian với loại người này làm gì? Nhiếp Dai Dai vội dục. Ngay cả Bàng Tiểu Duyệt cũng đi theo đám người Lương Vân rời đi. Trong phòng lập tức chỉ còn lại một mình Dương Thanh. Chẳng bao lâu, đám người Lương Vân dẫn theo Trương Nhụy trở về. Nhưng tóc tai cô ta bù xù. Quần áo cũng có vài dấu vết bị xé rách. Anh Lương, may vừa nhờ có anh,
bằng không em thật sự không dám tưởng tượng tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, Trương Nhụy nói với hai mắt đỏ hoe. Lương Vân khẽ lắc đầu, bất kể thế nào thì các em đều là bạn của Tiểu Duyệt. Anh cứu các em cũng là chuyện nên làm. Trương Nhụy nghe vậy thì có hơi thất vọng. Cô ta vốn tưởng Lương Vân sẽ coi trọng mình, nhưng không ngờ trong mắt đối phương chỉ có bảng Tiểu Duyệt. Tiểu Duyệt, cậu xem anh Lương tốt với cậu tới mức nào? Theo bọn mình thấy, cậu mau đá gã bạn trai vô dụng kia và đến với anh Lương đi. Đúng vậy, nhà họ Lương sắp trở thành một tám gia tộc đứng đầu Yến Đô. Nói không chừng mấy chục năm sau, anh Lương chính là chủ gia tộc họ Lương đấy. Đến lúc đó, cậu sẽ là vợ của chủ nhà, sống một đời xa hoa làm người ta ghen tị. Tên vô dụng kia hoàn toàn không xứng với cậu đâu. Có anh Lương ở đây, anh ta còn chẳng dám đi cùng bọn mình qua cứu Nhụy Nhụy, đúng là đồ nhát gan. Mấy cô gái mồm năm miệng mười khuyên bảo bàng Tiểu Duyệt. Lương Vân vẫn tươi cười dịu dàng nói với bàng Tiểu Duyệt, Tiểu Duyệt, em biết tâm tư của anh đối với em rồi. Anh không quan tâm tới quá khứ của em, chỉ cần em bằng lòng làm người yêu của anh, dù có bảo anh làm gì cũng được. Bàng Tiểu Duyệt lắc đầu, nói với Lương Vân, xin lỗi, tôi đã có bạn trai. Lương Vân cũng không quá bất ngờ, vẫn tươi cười rạng rỡ, nếu đã vậy, anh sẽ không miễn cưỡng. Nhưng anh muốn nói cho em biết là anh sẽ chờ em, sẽ luôn chờ em. Tiểu Duyệt, bọn mình thật sự ghen tị với cậu đấy. Cậu lại có được người đàn ông tốt như anh Lương yêu cậu. Đúng vậy, nếu là mình đã cảm động đến phát khóc từ lâu rồi. Chu Hân và Nhiếp Dai Dai hâm mộ nói. Ánh mắt Trương Nhụy nhìn bàng Tiểu Duyệt hơi lạnh. Cô ta đã đá bạn trai của mình chỉ để mong Lương Vân có thể để ý đến mình hơn. Nhưng không ngờ trong mắt gã chỉ có bàng Tiểu Duyệt. Dầm. Đột nhiên có người đá văng cửa phòng ra. Sau đó lại thấy một đám gã đô con xông vào, trông ai nấy đều rất hung ác. Quang, em nói cho anh biết là đứa nào mới đánh em. Gã đô con dẫn đầu tức giận hỏi một người thanh niên bên cạnh. Chính là những người này vừa đánh em. Anh phải hành bọn chúng lên bờ xuống ruộng cho em. Em muốn mỗi tên phải bớt một cái chân, người thanh niên nghiến răng nghiến lợi nói. Trên người anh ta đầy vết chân, mặt mũi cũng bầm dập, rõ ràng là bị vây đánh. Khi đám người Trương Nhụy thấy nhiều người như vậy thì sợ tới biến sắc, trốn sau lưng Lương Vân. Có lẽ bây giờ chỉ có thân phận của gã là dọa được những người này rời đi. Đúng vậy, nếu là mình đã cảm động đến phát khóc từ lâu rồi. Chu Hân và Nhiếp Dai Dai hâm mộ nói. Ánh mắt Trương Nhụy nhìn bàng Tiểu Duyệt hơi lạnh, cô ta đã đá bạn trai của mình chỉ để mong Lương Vân có thể để ý đến mình hơn. Nhưng không ngờ trong mắt gã chỉ có bàng Tiểu Duyệt. Dầm. Đột nhiên có người đá văng cửa phòng ra. Sau đó lại thấy một đám gã đô con xông vào, trông ai nấy đều rất hung ác. Quang, em nói cho anh biết là đứa nào mới đánh em. Gã đô con dẫn đầu tức giận hỏi một người thanh niên bên cạnh. Chính là những người này vừa đánh em. Anh phải hành bọn chúng lên bờ xuống ruộng cho em. Em muốn mỗi tên phải bớt một cái chân, người thanh niên nghiến răng nghiến lợi nói. Trên người anh ta đầy vết chân, mặt mũi cũng bầm dập, rõ ràng là bị vây đánh. Khi đám người Trương Nhụy thấy nhiều người như vậy thì sợ tới biến sắc, trốn sau lưng Lương Vân. Có lẽ bây giờ chỉ có thân phận của gã là dọa được những người này rời đi. Em trai của anh vừa dẫn bạn tôi đi, còn sàm sỡ nữa, bọn tôi cũng chỉ cứu người mà thôi. Cho dù em trai anh bị đánh cũng là tự chuốc họa vào thân. Tôi khuyên các anh tốt nhất không nên hành động thiếu suy nghĩ. Lương Vân đi ra và bình tĩnh nói với đối phương, xem như là nể mặt tôi, mấy người hãy đi đi. Người đàn ông dẫn đầu phía đối diện khẽ nhíu mày quan sát Lương Vân từ đầu tới chân rồi mới hỏi cậu là con nhà ai? Tôi là cháu đích tôn của nhà họ Lương, Lương Vân. Ông nội tôi là chủ gia tộc họ Lương, Lương Vân ngạo nghễ nói. Phác, chỉ là một thằng vô dụng của gia tộc hạng hai cũng dám làm màu trước mặt bố mày à? Cho dù là ông nội mày, chắc gì đã dám đòi Thái Văn tao nể mặt chứ? Thái Văn tức giận nói. Lương Vân vừa nghe tên của đối phương thì sắc mặt lập tức thay đổi, kinh ngạc nói, anh là Thái Văn của nhà họ Thái à? Mày có tư cách gọi tên của bố mày à? Thái Văn bước lên tát thẳng vào mặt Lương Vân, tức giận chất vấn. Thạch Giang và Tiêu Đại Vĩ vừa rồi còn vô cùng kiêu căng, lúc này nhìn thấy Lương Vân bị tát thì sợ tới choáng váng,
hai chân cũng nhũn ra. Ngay cả Lương Vân còn bị tát nữa là bọn họ. Quan trọng hơn, kẻ tát Lương Vân là người nhà họ Thái. Mà người thanh niên vừa bị bọn họ vây đánh kia là em trai của Thái Văn. Chu Hân và Nhiếp Dai Dai sợ đến tái mặt, theo bản năng nắm lấy cánh tay bạn mình. Trương Nhụy vốn còn hy vọng xa vời sẽ được Lương Vân cưng chiều cũng hoàn toàn há hốc mồm, không ngờ người thanh niên mới động tay động chân với mình là người nhà họ Thái. Nếu cô ta biết sớm, còn có thể coi trọng Lương Vân sao? Cô ta dứt khoát đi theo người thanh niên nhà họ Thái kia, chẳng phải sẽ tốt hơn à? Anh Văn, em biết sai rồi, mong anh rộng lượng, cứ xem em là dám mà thả ra đi ạ, Lương Vân cầu xin. Bốp! Thái Văn lại tát vào mặt Lương Vân và tức giận nói, mày cũng có tư cách làm giám của tao à? Lương Vân cũng sắp khóc rồi, anh Văn, em thậm chí còn chẳng bằng cái giám của anh tha cho em một lần đi. Bốp! Thái Văn lại tát mạnh một phát, mày dám động vào em trai tao, còn dám bảo tao tha cho mày. Bịch! Lương Vân không chịu nổi áp lực do Thái Văn gây ra cho mình nên quỳ xuống cầu xin, anh Văn, anh muốn trừng phạt thế nào, em cũng nhận. Em chỉ mong anh nhẹ tay một chút thôi. Bịch, bịch. Thạch Giang và Tiêu Đại Vĩ nhìn thấy Lương Vân quỳ xuống, cũng vội quỳ xuống theo và cố cầu xin. Thằng nhóc, còn mày thì sao? Thái Văn bỗng nhiên nhìn về phía Dương Thanh. Dương Thanh ở chung một phòng với đám người Thạch Giang, tất nhiên Thái Văn sẽ cho rằng anh cùng một bọn với họ. Dương Thanh thản nhiên nói, tôi không có tham dự vào chuyện của bọn họ. Quang! Trong những người vừa ra tay có thằng nhóc này không? Thái Văn hỏi người thanh niên vừa bị đám người Thạch Giang vây đánh. Thái Quang liếc nhìn Dương Thanh. Anh ta quả thật chưa từng gặp nên lắc đầu, không có anh ta. Đúng là một kẻ nhát gan, Nhiếp Dai Dai khinh bỉ nói một câu. Chu Hân và Trương Nhụy cũng nhìn Dương Thanh với vẻ khinh bỉ, hình như vô cùng bất mãn khi anh lựa chọn tránh né. Nhưng bọn họ không nhớ tối nay mình vừa gặp đã luôn miệng chửi bới anh. Dương Thanh cũng không để ý, anh vốn vì thua cược với Bàng Tiểu Duyệt mới giả bạn trai cô ta tới đây giúp đỡ. Chỉ cần Bàng Tiểu Duyệt bình an vô sự, anh sẽ không rảnh rỗi đi quản chuyện của người khác. Quang, em muốn trừng phạt mấy tên khốn kiếp này thế nào, tùy em. Thái Văn cũng không truy cứu Dương Thanh, chỉ nói với Thái Quang. Thái Quang xông lên, tay đấm chân đá Lương Vân một trận. Gã đau đớn kêu gào, làm gì còn vẻ cao ngạo trong phòng vừa rồi nữa. Thái Quang đánh mệt tới mức thở hồng hộc nói, vừa rồi chính là tên khốn kiếp này ra tay ác nhất, ngay cả em cũng dám động vào. Mày đúng là mắt chó đuôi mù. Dạ dạ dạ, cậu Quang nói phải. Lương Vân tôi đúng là mắt chó đuôi mù mới không nhận ra cậu Quang. Nếu không có cho tôi 10 lá gan, tôi cũng không dám ra tay với cậu Quang. Lương Vân mặt dày nói chẳng khác nào một con chó Nhật. Ban đầu gã còn tưởng cho dù mình không chết cũng sẽ bị đánh thành tàn phế, không ngờ Thái Quang đấm đá gã vài cái, chỉ khiến gã bị chút vết thương ngoài da. Nếu là con chó, vậy bố mày không thèm so đo với mày nữa. Nếu không tính toán với con chó, chẳng phải tao tự hạ thấp thân phận sao, Thái Quang đắc ý nói. Bọn em đều là chó, không dám để cậu Quang ra tay, cầu xin cậu Quang cũng bỏ qua cho hai con chó ngốc bọn em, Tiêu Đại Vĩ và Thạch Giang vội nói. Thái Quang cười lạnh, cho dù tao không muốn tính toán với con chó nhưng không thể bỏ qua chuyện chúng mày ra tay với tao được. Hai chúng mày đánh nhau, thằng nào thua, tao sẽ đánh gãy chân chó của thằng đó. Thái Quang vừa dứt lời, Tiêu Đại Vĩ đã vung nắm đấm về phía mặt Thạch Giang. Lúc này Thạch Giang mới lấy lại tinh thần, chợt đạp cho Tiêu Đại Vĩ bật ra và tức giận nói, mẹ nó, không ngờ mày dám đánh tao. Bố mày giết chết mày. Đờ mờ mày Thạch Giang. Mày lại dám đánh tao, mày chán sống rồi sao, Tiêu Đại Vĩ lại vung nắm đấm ra. Ha ha ha, đám người Thái Văn phá lên cười, vô cùng kiêu căng, đắc ý khi nhìn thấy Thạch Giang và Tiêu Đại Vĩ đánh nhau. Nhiếp Dai Dai và Chu Hân thấy bạn trai của mình đánh nhau thì sốt ruột suýt khóc. Nhưng đây là mệnh lệnh của Thái Quang nên bọn họ cũng không dám làm gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Trái lại, Trương Nhụy là người gây ra tất cả những điều này lại lộ vẻ trêu tức. Trong bốn người phòng ký túc bọn họ, rõ ràng cô ta đẹp chỉ kém hơn Bàng Tiểu Duyệt nhưng bạn trai lại nghèo nhất. Bây giờ Bàng Tiểu Duyệt cũng tìm được một bạn trai giàu có, trong lòng cô ta càng khó chịu. Lúc này, cô ta nhìn Thái Quang với ánh mắt sáng ngời.
Cô ta càng nhìn Thái Quang càng thấy anh ta cao lớn, dũng mãnh, đẹp trai, thầm tức giận vừa rồi tại sao mình không phát hiện ra sự xuất sắc của anh ta chứ. Cô ta đã bị ba người bạn cùng phòng ký túc khác ép tròn 4 năm, giờ sắp tốt nghiệp, đây chẳng phải là cơ hội để mình phản công sao. Bạn trai của Chu Hân và Nhiếp Dai Dai đã vì một câu nói của Thái Quang mà đánh nhau. Ngay cả Lương Vân cũng quỳ xuống tự xưng là chó. Bây giờ chỉ cần cô ta dẫm Dương Thanh xuống dưới chân, vậy chẳng khác nào dẫm ba người bạn cùng phòng ký túc xuống. Dương Thanh, anh có phải là đàn ông không? Người đi cùng anh đã bị đánh, anh còn muốn làm con rùa rụt đầu, trốn ở bên cạnh nhìn à, Trương Nhụy đột nhiên tức giận nói. Vẻ hối hận và si mê của người phụ nữ này khi vừa nhìn về phía Thái Quang cũng không thoát được ánh mắt của Dương Thanh. Anh cũng tận mắt nhìn thấy vẻ thâm độc của cô ta, tất nhiên hiểu rõ trong lòng cô ta đang nghĩ gì. Tôi thân với các người lắm sao? Dương Thanh cười lạnh hỏi. Bàng Tiểu Duyệt cũng hơi tức giận, rõ ràng ngay cả Lương Vân còn phải quỳ xuống xin tha, chứng tỏ địa vị của những người trước mắt này rất cao. Vậy mà Trương Nhụy còn xúi Dương Thanh qua giúp, vậy chẳng phải là tìm chết sao? Trương Nhụy, ngay cả anh Lương còn không nói gì, cậu cũng đừng gây thêm rắc rối nữa, Bàng Tiểu Duyệt nói không hề khách sáo. Bàng Tiểu Duyệt, không ngờ cậu là người như thế, xem như mình đã nhìn nhầm cậu rồi, Trương Nhụy tức tối nói. Đúng vậy, thật không ngờ cậu lại là người như thế. Thật sự làm bọn mình quá thất vọng, Nhiếp Dai Dai cũng vội nói. Vào lúc này, Chu Hân tất nhiên sẽ không quên đạp Bàng Tiểu Duyệt một phát, lạnh lùng nói, Bàng Tiểu Duyệt, cậu đúng là quen được một người bạn trai tốt đấy. Anh ta không muốn giúp đỡ thì thôi, cậu còn ở đó mà chọc ngoáy. Sắc mặt Bàng Tiểu Duyệt rất khó coi nhưng không hề đau lòng khổ sở. Với chỉ số thông minh và khả năng quan sát của cô ta, chỉ sợ đã biết ba bạn cùng phòng là loại người nào từ lâu, cần gì phải đau lòng khổ sở nữa. Nếu các cậu lợi hại, sao bạn trai của các cậu còn phải đánh nhau? Các cậu có giỏi thì bảo bọn họ dừng tay đi, vì sao còn phải ngoan ngoãn làm chó như vậy chứ? Bàng Tiểu Duyệt châm chọc. Bàng Tiểu Duyệt cũng hơi tức giận. Rõ ràng ngay cả Lương Vân còn phải quỳ xuống xin tha, chứng tỏ địa vị của những người trước mắt này rất cao. Vậy mà Trương Nhụy còn xúi Dương Thanh qua giúp, vậy chẳng phải là tìm chết sao? Trương Nhụy, ngay cả anh Lương còn không nói gì, cậu cũng đừng gây thêm rắc rối nữa, Bàng Tiểu Duyệt nói không hề khách sáo. Bàng Tiểu Duyệt, không ngờ cậu là người như thế. Xem như mình đã nhìn nhầm cậu rồi, Trương Nhụy tức tối nói. Đúng vậy, thật không ngờ cậu lại là người như thế. Thật sự làm bọn mình quá thất vọng, Nhiếp Dai Dai cũng vội nói. Vào lúc này, Chu Hân tất nhiên sẽ không quên đạp Bàng Tiểu Duyệt một phát, lạnh lùng nói, Bàng Tiểu Duyệt, cậu đúng là quen được một người bạn trai tốt đấy. Anh ta không muốn giúp đỡ thì thôi, cậu còn ở đó mà chọc ngoáy. Sắc mặt Bàng Tiểu Duyệt rất khó coi nhưng không hề đau lòng khổ sở. Với chỉ số thông minh và khả năng quan sát của cô ta, chỉ sợ đã biết ba bạn cùng phòng là loại người nào từ lâu, cần gì phải đau lòng khổ sở nữa. Nếu các cậu lợi hại, sao bạn trai của các cậu còn phải đánh nhau? Các cậu có giỏi thì bảo bọn họ dừng tay đi, vì sao còn phải ngoan ngoãn làm chó như vậy chứ? Bàng Tiểu Duyệt châm chọc. Đúng lúc này, mặt mũi Thạch Giang và Tiêu Đại Vĩ đều bầm dập cũng đã kiệt sức, chẳng thể đánh nổi nữa. Đủ rồi. Thái Văn chợt nói. Thạch Giang và Tiêu Đại Vĩ nghe vậy thì chẳng khác nào được đặc xá, vội vàng dừng đánh và nơm nớp lo sợ nói, anh Văn, anh bỏ qua cho bọn tôi rồi à? Thái Văn lạnh giọng nói, mấy tên đàn ông lập tức cút xéo cho tao, để bạn gái của chúng mày lại. Vậy chuyện ngày hôm nay coi như xong. Hắn ta vừa nói vừa nhìn bốn cô gái trong phòng với vẻ thèm thuồng. Mặt mấy cô gái đều biến sắc, Thạch Giang và Tiêu Đại Vĩ do dự một lát thì gật đầu nói, cảm ơn anh Văn. Cảm ơn anh Văn. Tối nay chúng em xin để lại mấy cô em này cho các anh, chúng tôi đi trước đây. Bốn cô gái đều có chẳng quan hệ gì với Lương Vân, gã tất nhiên sẽ không xen vào việc của người khác, cũng vội nói cảm ơn anh Văn, các anh cứ tùy tiện chơi mấy cô gái này. Bọn em đi trước ạ. Nhiếp Dai Dai và Chu Hân vừa rồi còn chỉ trích Dương Thanh, giờ thấy bạn trai của mình bỏ mình ra đi mà không hề do dự, nhất thời đều kinh ngạc đến ngây người. Sắc mặt Bàng Tiểu Duyệt biến đổi, nắm chặt lấy tay Dương Thanh với sức mạnh lạ thường.
chỉ có Trương Nhụy không hề có cảm giác mình sắp bị làm nhục, trái lại còn hơi mong chờ. Anh Quang, chẳng phải anh mới nói thích em sao? Vừa rồi em dám từ chối, đúng là mắt bị mù rồi. Bây giờ em biết sai rồi, hối hận rồi, anh Quang có thể cho em một cơ hội được hầu hạ anh không? Điều làm cho Chu Hân và Nhiếp Dai Dai càng tuyệt vọng hơn là Trương Nhụy tự nhiên giống như nịnh nọt, chủ động đi tới và ép sát cơ thể lên người Thái Quang. Em là Trương Nhụy, sinh viên năm thứ tư của trường Đại học Yến Đô. Chỉ cần anh muốn, sau này em chính là người phụ nữ của anh. Thạch Giang, Tiêu Đại Vĩ và cả Lương Vân vừa đi tới cửa đều dừng lại. Bọn họ dường như đã nhìn thấy hy vọng. Ha ha ha. Thái Quang phá lên cười và cười híp mắt nói, anh thấy mấy cô bạn này của em hình như không muốn ở lại. Chỉ cần em có thể thuyết phục các cô ấy ngủ cùng anh một đêm, vậy sau này em chính là người phụ nữ của anh. Trương Nhụy không hề tức giận khi thấy Thái Quang đa tình, trái lại nói với đám Nhiếp Dai Dai, mấy cậu đã nghe anh Quang nói chưa? Nếu ngay cả bạn trai của các cậu đều chẳng quan tâm tới các cậu chẳng còn hy vọng có thể rời khỏi đây đâu. Nếu đã vậy, chẳng bằng ngoan ngoãn đi theo anh Quang. Mình nghĩ anh Quang chắc chắn sẽ không bạc đãi các cậu. Trương Nhụy nói xong thì nhìn Thái Quang hỏi, đúng vậy không, anh Quang? Ha ha, không sai. Chỉ cần các em theo anh, sau này các em đều là người phụ nữ của anh sẽ đối xử công bằng với tất cả các em, Thái Quang nói. Chu Hân và Nhiếp Dai Dai đều giận suýt phát điên, không thể tin nổi người bạn cùng phòng ký túc xá luôn chị em với mình sẽ làm như vậy. Quan trọng hơn, chuyện ngày hôm nay xảy ra là do cứu Trương Nhụy. Trương Nhụy, sao cậu không biết xấu hổ vậy? Nhiếp Dai Dai tức giận nói, cho dù bọn mình có chết cũng không thể theo anh ta. Chu Hân cũng tức giận nói, Trương Nhụy, cậu thật đê tiện. Bọn tôi vì cứu cậu mới đắc tội với bọn họ. Bây giờ cậu hay rồi, vì lòng hư vinh của mình mà muốn kéo cả bọn tôi xuống nước. Trương Nhụy không tức giận mà cười híp mắt nói, mình làm vậy chẳng phải là giúp các cậu sao? Dù sao bạn trai của các cậu cũng đâu cần các cậu nữa. Lại nói, mình bảo các cậu ngủ cùng anh Quang một đêm thì chỉ cần ngủ với một người. Nhưng nếu các cậu không muốn, sợ rằng sẽ bị nhiều người luân phiên cưỡng bức đấy. Trương Nhụy nói có phần ám chỉ. Ánh mắt Thái Quang dâm đãng nói, không sai, bây giờ các em chỉ có hai lựa chọn, hoặc là ngủ với anh một đêm, hoặc là chờ bị luân phiên cưỡng bức đi. Anh của anh dẫn theo rất nhiều anh em đấy. Chu Hân và Nhiếp Dai Dai liếc nhìn đám đàn ông thô lỗ, vạm vỡ phía sau Thái Quang mà suýt khóc. Nếu thật sự bị những người này luân phiên cưỡng bức, cho dù bọn họ không chết, cũng phải mất nửa mạng nhỉ. Mấy đứa chúng mày còn đứng đấy làm gì? Lẽ nào chúng mày muốn xem tao ngủ với bạn gái của chúng mày à? Đương nhiên, nếu chúng mày muốn xem, tao cũng không ngại đâu, Thái Quang cười híp mắt nói. Thạch Giang và Tiêu Đại Vĩ làm sao có thể muốn nhìn bạn gái của mình bị này nọ chứ? Bọn em đi ngay đây. Hai người vừa nói dứt lời đã muốn rời đi. Nhưng vào lúc này, Dương Thanh vẫn im lặng đột nhiên lạnh lùng nói, nếu các anh muốn giữ lại con đàn bà đê tiện kia thì giữ lại cũng được. Nhưng ba cô gái khác sẽ rời đi cùng với tôi. Mọi người nghe vậy đều kinh ngạc đến ngây người. Thạch Giang và Tiêu Đại Vĩ cũng trợn tròn mắt nhìn, hình như không ngờ Dương Thanh sẽ ra mặt cho bạn gái của mình. Bàng Tiểu Duyệt cũng run rẩy, kinh ngạc không thể tưởng tượng nổi nhìn Dương Thanh. Cô ta biết Dương Thanh là chủ tịch tập đoàn Nhạn Thanh, cũng đoán được anh còn là người của gia tộc Vũ Văn. Nhưng anh chỉ là một đứa con rơi. Gia tộc Vũ Văn bồi thường tập đoàn Nhạn Thanh cho anh đã là hết tình hết nghĩa rồi. Nhưng người nhà họ Thái không phải là gia tộc bình thường. Cho dù kém hơn 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô, nhưng nhà họ Thái lại là bá chủ trong giới giải trí ở Yến Đô. Có thể nói nửa giang sơn trong làng giải trí ở Yến Đô đều thuộc về nhà họ Thái. Cho dù là 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô cũng không dám tùy tiện trở mặt với nhà họ Thái. Cô ta vốn chỉ nhờ Dương Thanh giả làm bạn trai, anh chẳng có lý do phải tiếp tục giúp cô ta, hơn nữa còn đắc tội nhân vật có địa vị lớn như vậy. Nhiếp Dai Dai và Chu Hân vẫn luôn có thành kiến về Dương Thanh cũng kinh ngạc đến ngây người, trong mắt bọn họ còn có chút cảm động và hối hận. Bất kể Dương Thanh có thể giúp bọn họ giải quyết được rắc rối hay không, nhưng ít ra anh không để ý tới mâu thuẫn lúc trước, không những giúp Bàng Tiểu Duyệt mà còn bằng lòng giúp cả bọn họ. Thằng nhóc!
mày làm vậy chính là đâm đầu vào chỗ chết đấy, Thái Quang híp mắt nói với vẻ hung ác. Trương Nhụy cũng tức giận, Dương Thanh nói vậy, rõ ràng là cố ý ném cô ta lại. Anh Quang, không ngờ tên ngu ngốc này muốn tìm chết. Em thấy anh cứ cho hắn được toại nguyện đi, tốt nhất là ném hắn đi nuôi cá, Trương Nhụy độc ác nói. Thái Quang không đáp lại cô ta mà lạnh lùng nói với Dương Thanh, tao có thể xem như mày còn trẻ tuổi bốc đồng, lết qua đây liếm sạch giày cho tao, tao có thể xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Thái Văn cũng lạnh lùng nhìn Dương Thanh, hôm nay hắn ta tới đây chỉ để chút giận cho em trai của mình, cho dù phải giết chết Dương Thanh, chỉ cần em trai hắn ta vui, hắn ta cũng sẵn lòng. Dương Thanh không giận còn cười, điếc không sợ súng, tao cũng tha thứ cho sự ngu ngốc của mày. Mày cứ giữ lại người phụ nữ bên cạnh, tùy ý hưởng thụ. Tao sẽ dẫn ba cô gái khác đi, như vậy tao có thể tha cho mày. Khốn kiếp, mày muốn chết. Thái Văn lập tức nổi giận, vung tay lên, đánh gãy hai tay, hai chân của thằng nhóc này cho tao. Tao muốn chơi bạn gái nó ngay trước mặt nó. Nhất thời, năm sáu người đàn ông vạm vỡ đồng thời lao về phía Dương Thanh. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 37.